cùng Lê xin được uh, kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin vào uh, tối thứ sáu hàng tuần trên kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng uh, để chúng ta có những cái góc nhìn đánh giá lại xu hướng uh, phân tích về thị trường trong tuần vừa qua sau đó thì sẽ đi view lại một số các mã cổ phiếu uh, của các cái nhóm ngành rất là cơ bản của chúng ta và cuối cùng thì sẽ có một vài ý uh, nhận định và phân tích xu hướng thị trường trong tuần mới tức là tuần thứ ba uh, của tháng sáu kết thúc uh, tuần giao dịch cũ ngày mùng sợ ngày mùng 4 tháng 6 thì cũng đã ra bản tin video số 158. Trong đó phân tích đánh giá tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày mùng 7 đến ngày 11 tháng 6. Uh, VN30 và phái sinh uh, dự kiến sẽ test đầu tiên ở mốc 1490 điểm và mốc sâu hơn là sau đó thì đến 1470 điểm. Đấy là các cái phân tích định lượng À, cho à, các cái mốc test của thị trường ở đầu tuần giao dịch phiên giao dịch của ngày thứ hai. À, cùng với đó thì tại thời điểm à, à, kết thúc phiên giao dịch ngày mùng sáu tháng à, ngày mùng à, ngày mùng bốn tháng sáu thì à, bộ ba chỉ số thị trường của chúng ta vn index vn 30 và chỉ số hóa sinh vẫn đang nằm ở trong một kênh xu hướng uptrend về mặt trung hạn và À, tại thời điểm đó thì cũng có đánh giá một số uh, các cái uh, xoay chuyển về nhóm ngành đặc biệt là chúng ta chú ý đến nhóm ngành banh và nhóm ngành chứng khoán dự kiến sẽ bị chốt ở trong cái tuần tuần giao dịch uh, cũ tức là tuần giao dịch từ ngày mùng 7 đến ngày 11 tháng 6 thì tí nữa chúng ta sẽ đi view lại uh, thì uh, chúng ta sẽ đây anh chị đây là biểu đồ của phái sinh thì chúng ta sẽ nói đến vn 30 và phái sinh trước thì đây chính là cái thời điểm mà chúng ta kết thúc phiên giao dịch ngày uh, mùng ngày mồng mùng uh, 6 uh, ngày mùng 4 tháng 6 ở đây thì uh, thị trường uh, chỉ số vn30 gặp vùng kháng cự 1.510 điểm và sau đó thì uh, chỉ số này đầu tiên đã test về vùng tức là trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì nó đã test về vùng 1.490 điểm ở uh, vùng này bị mất chính vì vậy nên là nó đã đi về cái điểm sâu hơn của nó ở đây đó là vùng 1 trăm 1.470 điểm ở đây và uh, sau đó trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì có một cái lực hồi phục và uh, lực hồi phục này đã đưa cái chỉ số này về lại cái vùng kháng cự 1490 ở đây. Và khi gặp cái vùng kháng cự 1490 này thì chỉ số này tiếp tục bị đạp sọt tức là nó bị phá điểm mấu chốt vấn đề nó bị phá ở đây và ở khi mà nó bị phá các cái ngưỡng hỗ trợ này thì thông thường là nó sẽ đi về các cái ngưỡng hỗ trợ thấp hơn thì nó cũng hoàn toàn tương tự như ở đây khi nó bị mất vùng 1.490 điểm ở đây thì nó sẽ đi về 1470 và tại thời điểm này cũng như vậy tức là phiên giao dịch của ngày thứ ba thì chỉ số này tiếp tục phá vùng 1490 và đến khoảng tầm độ 13 giờ thì thị trường của chúng ta đã rơi rất là mạnh ở sau đó khi cái vùng 1.470 điểm bị phá và tại cái thời điểm vùng 1470 điểm phá thì cũng đã có đưa ra một cái nhận định về một cái xu hướng là khả năng thì thị trường của chúng ta sẽ test lại ở vùng 1000 11420 ở đây các anh chị ở vùng 1420 đối với chỉ số VN30. cùng với đó thì chỉ số phá sinh các anh chị cũng có thể nhìn thấy đây tại thời điểm đánh dấu đỏ đây chính là cái thời điểm mà chúng ta ra bản tin tuần số 158 Uh, sau đó trong phiên giao dịch uh, ngày thứ ba uh, ngày thứ hai thì chỉ số này cũng đã phá vùng hỗ trợ 1.490 điểm và đi về vùng 1.000 uh, mốc hỗ trợ hai đây 1470 thì bản thân là phái sinh thì chưa chạm tức là chưa chưa đi về gần suy soát cái điểm điểm đấy anh điểm thấp nhất nó gần suy soát chạm về vùng 1475 điểm thì đã có một cái lực long quay trở lại và lực long này đưa chỉ số này À, vượt lại cái vùng hỗ trợ 1490. Tuy nhiên trong phiên giao dịch ngày thứ ba thì mẫu chốt vấn đề nó cũng đến từ đây. Nó đã bị phá tức là điểm test cung quay trở lại của chỉ số này bị thất bại đây và nó đi về vùng 1470. Và nó cũng đồng hành đồng nghĩa với cái câu chuyện của VN30 khi vùng 1470 này bị phá thì đã có những cái phân tích định lượng dự báo về cái khả năng chỉ số VN30 và VN30F1M sẽ à, test cung tích lũy lại ở vùng 1420 điểm. Thì à, trong tuần vừa qua tức là trong cái phiên giao dịch của ngày thứ ba à, lúc đó thì thị trường khá là nóng và à, rất nhiều những anh chị em có nhắn tin có hỏiùng là bây giờ xu hướng của thị trường như thế nào. À, chính vì vậy nên à, vì vì nó nóng nên chính vì vậy nên là Lùng đã phải làm một cái bản à, bản bản phụ lục mọi người à, nói vui là như vậy, tức là một cái bản tin ngắn. Ở một cái bản tin ngắn ngay lúc thị trường chúng ta đang giao dịch và ngay thời điểm đó thì VN30 và phái sinh đang quay về những cái mốc 1420 điểm và cũng đã đưa cho các anh chị một cái kịch bản test cung của thị trường tại thời điểm đó, tại thời điểm đó và hiện tại thì bản cái bản tin ngắn này thì có khoảng 2,2 nghìn anh chị em đã xem cái bản tin ngắn ở tại cái thời điểm đó và đã có những cái phương án rất là chủ động cho thị trường và chúng ta thấy rằng là ở trong cái bản chim ngắn đó thì cũng có nói đến ở cái việc là thị trường của chúng ta sẽ có những cái điểm test lại cung cầu ở vùng 1420 điểm và cái vùng 1420 điểm đó nó rất là quan trọng. Nó sẽ đánh dấu những cái bước ngoặt của thị trường đó và cùng với cái thời điểm đó thì kết thúc cái phiên uh, kết thúc cái phiên giao dịch hai phiên giao dịch đầu đầu tuần đó, tức là kết thúc phiên giao dịch ngày thứ ba, chúng đã chuẩn bị uh, hai cái kịch bản, hai cái kịch bản cho thị trường lúc đó là uh, lên cái bản tin này là 22 giờ23 phút ngày mùng 8 tháng 6 ở uh, trong đó kịch bản một là cái bản tích cực nghĩa là nghĩa là um, là 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 trong cái phiên giao dịch của ngày thứ tư đầu phiên thì thị trường uh, giảm mạnh có thể giảm mạnh và sau đó thì uh, nó có một cái 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 xu hướng về mặt gọi là xu hướng về mặt kỹ thuật là nó rút chân lên đó thì nếu như mà có một cái lực À, nếu một cái tình huống này xảy ra thì dự kiến là thị trường sẽ hồi về phiên thứ năm và phiên thứ sáu sẽ là những cái cơ hội để chúng ta à, tái cơ cấu lại cái danh mục nếu như mà chúng ta đang cầm nắm giữ lại cổ phiếu. Còn kịch bản thứ hai đó là kịch bản xấu, tức là à, trong phiên giao dịch của ngày thứ tư thị trường của chúng ta bị đạp rất mạnh và không có một cái cây nến rút chân thì đấy là một kịch bản rất xấu à, cho thị trường. Và tương ứng với từng cái kịch bản đó thì cũng có phân tích cái um, cái cái góc độ kỹ thuật, uh, cái góc độ kỹ thuật đây, ví dụ VN30. Đó, ví dụ VN30 test lại cái mốc 1420 điểm và cái vùng này được giữ lại. Đó và trong phiên thì có thể cho phép là VN30 có thể thủng sâu hơn vùng 1420 nhưng kết thúc phiên thì nó phải rút lại trên vùng hai 14, 1420 điểm và cái kịch bản này xảy ra thì nó sẽ tương ứng với uh, tương ứng với cái kịch bản một tức là thị trường tốt. Đó, thì tại cái thời điểm đó thì thị trường đang rất là nóng và tâm lý nhà đầu tư rất là hoang mang thì cũng có đưa ra cái vùng 1420 và các anh chị cũng có thể thấy đây VN30 bắt đầu phục hồi lại ở vùng 1420, sau đó nó có những cái điểm test kỹ thuật lại ở vùng 1445 đến vùng mươi là những cái vùng mùng đã có phân tích tiếp theo, tức là sau khi kết thúc cái bản tin ngắn đó thì ông sẽ tiếp tục có những cái câu chuyện. Đó sẽ tiếp tục có những câu chuyện phân tích về định lượng về thị trường ở trong cái phiên giao dịch của ngày thứ tư để giúp cho chúng ta có thêm những cái định lượng rất là 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 mới và giúp cho chúng ta ổn định về mặt tâm lý cùng với đó thì chỉ số phái sinh sau khi nó rút chân lên từ vùng 1.000 tức là nó test lại này đó nó test lại vùng biên 1420 rất đẹp trong phiên giao dịch tại cái thời điểm đó là ông đang làm bản bản tin bản tin ngắn cho các anh chị ở đây và sau đó thì chỉ số phái sinh đã có một nhịp long lên và sau nhịp long đó thì nó có một cái nhịp sọt test ngắn ở đây và nhịp sọt test này thì nó đã giữ lại ở trên vùng 1.440 điểm đây chúng ta có thể đó, sau khi mà cái bản tin này được phát đi, đó thì cũng có đấy, ví dụ như 1420 này, phái sinh này. Đó, lúc đó là khoảng tầm độ 10h33 phút ngày 19 tháng 6. VN30 hiện tại đang phản ứng tích cực ở vùng 1420 điểm và có thể chạm lại kháng cự ở 1440 dự kiến sọc lại. Phái sinh ở biên 1420 ổn định và dự kiến chạm 1450 bị sọc lại và hiện tại cái biên giao dịch 1430, 1450 sẽ có thêm những cái định lượng này và liên tục cập nhật đó và sau khi mà nó có được một cái điểm test cung rất nhẹ nhàng ở trên vùng bốn mươi điểm thì ông đã đánh giá rằng cái cơ hội của thị trường ngày hôm nay bật lại rất là sáng. Tức là sau một cái điểm mà nó sau một cái điểm test uh, long lên ở đây, đó nó chạm về những cái vùng kháng cự 1450 điểm này nó test lại cái cung 1440 ở đây uh, rất là ok đúng không ạ? Thì nó đã bắt đầu có một cái lực uh, long lại và đến phiên giao dịch ngày 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 mùng 10 tháng 6 thì nó cũng có một cái điểm nhấn kỹ thuật của phái sinh ở đây đó là nó lại tiếp tục test lại cái biên 1440 không gãy và lực long trở lại và nó bắt đầu hình thành một cái trang kỹ thuật long và cái trang kỹ thuật long này thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay là ông đã đưa lên được một cái target mắc của nó dự kiến mắc dự kiến ở vùng 1000 ở 16 một nghìn bốn trăm chín ba đến một nghìn bốn trăm chín mươi sáu điểm của vn ba mươi và vn ba mươi f một m đó ví dụ sẽ gõ này một bốn chín ba một bốn chín sáu đó thì lúc đó tại thời điểm là buổi sáng phiên giao dịch sáng thì cũng đã có uh, những cái phân tích ở trên nhóm thảo luận và uh, dự báo cái phiên giao dịch chiều nay là sẽ công về cái vùng kháng cự 19, uh, 1493 đến 1496 của phái sinh và VN30. Và khi chạm về cái vùng kháng cự này thì thông thường là thị trường nó sẽ có những cái điểm uh, test lại cung cầu để có thể đi tiếp. Thì uh, chúng ta cũng có thể thấy đây, khi mà bộ ba uh, chỉ số đây các anh chị có thể nhìn đây, đây là mốc kháng cự 1496. Thì uh, lúc nó vừa đến đó đây nó chạm đến đây tức là vùng kháng cự đây thì nó đã có những cái điểm sọt test lại đó để nó nó xác định cái cung cầu nó đi tiếp và đối với chỉ số VN30 thì uh, mốc 14, 1493 đến 1496 thì VN30 chưa đi được đến cái mốc kháng cự này tức là suy sát đạt được mốc kháng cự thì nó cũng đã có những cái uh, nhịp sọt test uh, cùng với chỉ số VN30 thì đấy là tất cả những cái diễn biến về uh, xu hướng của thị trường trong tuần vừa qua và đã được cùng Lê tổng hợp trên. Uh, nhóm phân tích không chat n02 n02 cùng với đó thì có thêm uh, một cái bản tin ngắn uh, tại thời điểm mà uh, lúc đó trong phiên giao dịch của ngày uh, của ngày mùng chín uh, của ngày mùng 9 ngay từ đầu bản tin thì lúc đó là thị trường đang có những cái biến động rất là mạnh chính vì vậy, ông đã ra uh, một cái bản tin ngắn uh, để giúp cho các anh chị em có thể có một cái góc nhìn uh, uh, gọi là xác thực hơn và một cái góc nhìn về xu hướng thị trường khi mà thị trường chạm những cái vùng hỗ trợ mạnh như vậy thì chúng ta cứ bình tĩnh để chúng ta có thêm những cái phân tích và định lượng tiếp theo. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến phần 2 phần chính của bản tin đó là chúng ta sẽ đi review lại ở một số các cái mã cổ phiếu của các cái nhóm ngành chính. Đầu tiên là VIX thì đối với thời điểm hiện tại VIX chưa có nhiều yếu tố đột biến. À, xu hướng với VIX là vẫn đang đi ngang ở nền tích lũy ở quanh khoảng vùng 116 đến khoảng vùng 117.5. Uh, Vinhome thì cũng như vậy thôi Vinhome thì đấy nó có một cái vùng hỗ trợ ở đây đó là vùng 103, 104.5 ở trong tuần giao dịch cũ Khả năng thì uh, xu hướng này nó sẽ tiếp diễn ở trong tuần giao dịch mới và uh, biên kháng cự của nó ở đây là vùng 110 uh, Hiện tại thì nhóm trụ chưa đánh nhiều và khả năng thì tạo lập cũng sẽ sử dụng Vinhome hoặc VIX hoặc một số cái trụ khác Ở trong cái tuần giao dịch mới để tạo lập về mặt điểm số VRE như vậy là VRE chúng ta có phân tích một cái nền hỗ trợ từ vùng 29 đến vùng 30 trong các bản tin tuần cũ ờ, Trong tuần thì VRE có một phiên đánh vượt thoát được cái vùng kháng cự 32 Tuy nhiên sau đó thì cổ phiếu đã chỉnh và với cái điểm chỉnh này thì uh, xu hướng trong tuần mới ờ, Phiên ngày thứ hai uh, khả năng nó sẽ có thêm những cái điểm test ở quanh vùng 31 đến 31.5 khi mà chúng ta lên bản tin tuần thì các anh chị lưu ý đó là những cái điểm test kỹ thuật thì hùng sẽ uh, dự kiến ở những phiên giao dịch khoảng đầu tuần tức là phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba và sau đó thì chúng ta sẽ căn cứ hai cái phiên giao dịch đó để chúng ta có thể đánh giá xu hướng thị trường chung cũng như các cái mã cổ phiếu đó uh, có thể là phiên ngày thứ hai nó giữ được ở trong cái biên này nhưng đến phiên ngày thứ ba nó phá nó bị phá cái biên ví dụ như nó bị phá biên 31 chẳng hạn như vậy thì cái xu hướng hồi phục của cổ phiếu vre nó sẽ bị kết thúc đó và nó lại chuyển sang một cái xu hướng mới đó là xu hướng giảm giá chứ không phải là xu hướng uh, chứ không phải là xu hướng tăng giá nhưng đến tại thời điểm này chúng ta đang phân tích trên bản tin tuần chúng ta đang phân tích với những cái dữ liệu mà cổ phiếu vre đang có thì chúng ta đang nhìn thấy cái tín hiệu như thế này và dự kiến một đến hai phiên tới thì vre vẫn nằm ở trong cái biên hỗ trợ này thì uh, đấy là cái ý mà các anh chị chúng ta rất là lưu ý để tránh những trường hợp là mọi người khi xem xong thì mọi người lại bảo Ô như vậy là nó tăng cả tuần rồi thì mình như thế là mình mua không phải các anh chị. Tức là cổ phiếu nó luôn luôn biến động và thị trường nó cũng luôn luôn biến động. Chính vì vậy nên là chúng ta phải uh, có những cái phân tích uh, rất là thường nhật để chúng ta cập nhật xu hướng cổ phiếu. Sabico thì uh, đã có phân tích uh, nền hỗ trợ của Sabico ở đâu đó ở vùng 155 các anh chị có thể xem lại trong bản tin tuần Và hiện tại thì dòng tiền đang đánh khá là tốt Cổ phiếu này và một số các anh chị em Thì đã bắt khoảng tầm độ 1-200 cổ phiếu uh, Để uống bia Ngắn hạn thì uh, Sapeco sẽ chạm Vùng kháng cự 165 bứt được vùng này thì dự kiến là nó sẽ đi Về khoảng vùng 170 Đến khoảng vùng 175 uh, Xu hướng hiện tại thì Sapeco Đang đánh khá là tốt uh, Nhóm Vinamilk Vinamilk ngày hôm nay đã bị uh, sau sau một phiên tăng rất là mạnh thì Vinamilk đang quay trở về test cung thì về bản bản chất là Vinamilk ở đây nó có cái vùng kháng cự khoảng vùng 93. Thì một lần, hai lần và ba lần, đây là lần thứ ba nó đánh lại về vùng 93 nên là khi chạm về những cái vùng kháng cự này thì thông thường cổ phiếu nó sẽ quay về lại nó test lại nền. À, những cái điểm test của Vinamilk dự kiến ở trong tuần tới quanh vùng 90.5 mã cổ phiếu GTN cũng là một cái mã cổ phiếu mà đã có phân tích định lượng sau một cái sóng chỉnh rất là dài. Và sau một cái sóng chỉnh rất là dài ở từ vùng 30 và đến thời điểm hiện tại là sóng chỉnh này đã chạm về cái vùng hỗ trợ 16. Chính vì vậy nên là từ cái biên 16 thì chúng ta đã phân tích ở GTN ở ba bản tin tuần gần đây với một cái tín hiệu tạo nền nó quanh vùng 16 và biên xây nền của nó khoảng vùng 16.5 đến khoảng vùng 17.5. À, sau đó tuần cũ thì nó đã có một cái tuần đánh khá là sốc và sau một tuần khá, đánh khá là sốc này thì cổ phiếu đã quay về quay về trở lại đúng cái trạng thái của nó tức là nó quay về lại đúng cái biên test 18 đến biên test 18.5 à, thì đây là một cái biên test à, rất là đẹp về mặt kỹ thuật là đây một biên test rất là đẹp và kỳ vọng GTN sẽ giữ được ở trên cái biên này và chúng ta sẽ chờ đợi một cái phiên hoặc là một cái tuần giao dịch mà GTN đánh thoát vùng 20 như vậy là chúng ta sẽ xác nhận À, một uh, GTN sẽ bắt đầu một cái trang kỹ thuật hồi phục uh, từ uh, từ nền giá, từ nền giá các anh chị lưu ý, từ nền giá. Phân tích là 16.4 đến 17.5. Đây là các cái vùng gom và chúng ta chờ những cái điểm test cung. Ví dụ như chúng ta gom ở đây 30% vị thế. Ở cái vùng test cung này chúng ta có thể gom thêm 50% nữa, tức là những cái điểm test biên của GTN ở quanh vùng 18 đến 18.5 chúng ta có thể tăng tỷ trọng thêm 50% và chúng ta sẽ chờ lúc mà GTN đánh vượt thoát vùng 20. Ở điểm này thì chúng ta có thể cân thêm Uh, điểm mua cuối cùng trong một cái kênh xu hướng tổng thể của GTN đó. Uh, VLC thì cũng đã uh, chạm lại cái vùng kháng cự ở đây. Mặc dù uh, tức là cái cách đánh của VLC nó đánh rất là nhanh ba cây như này, thì cũng đã tăng từ nền, từ nền dự kiến uh, gọi là nền dự kiến tạo nền của cổ phiếu từ nền 29 và tăng lên được tận vùng 36. Và sau đó thì cổ phiếu lại bắt đầu tiếp tục quay trở lại uh, xu hướng tích lũy tạo nền, tạo nền thì uh, trong ngắn hạn thì chúng ta sẽ uh, quan sát những cái tín hiệu tạo nền của VLC quanh vùng giá 30. ở uh, nhóm ngành hàng không hiện tại đang có những phản ứng uh, tương đối là tích cực uh, khi VDC trong tuần mà chúng ta có nói đến uh, cái xu hướng tạo đáy tạo nền của em này ở quanh vùng 105 và tuần vừa qua thì VDC đã có một tuần hai phiên kéo tương đối đẹp và sau hai phiên kéo tương đối đẹp này thì dự kiến là uh, em sẽ quay lại uh, trả lại cung cầu ở khoảng quanh uh, vùng hợp lý khoảng vùng 110 đến khoảng vùng 112. Ở uh, đây là vùng mà uh, các anh chị đã mua được ở những cái vị thế thấp ở trong tuần giao dịch cũ bởi vì trong tuần cũ là chúng ta đã bắt đầu uh, có những cái hướng phân tích về cái sự hồi phục của VDC. Uh, thì chúng ta có thể canh mua thêm uh, tăng tỷ trọng của VDC ở quanh vùng 110 khoảng 112. hai uh, dự kiến khi mà cổ phiếu này đánh uh, vượt thoát vượt thoát biên 117.5 đến khoảng biên 120, tức là vượt thoát cái vùng này thì các anh chị có thể mở điểm mua hết ở đây. Đó, với kỳ vọng uh, test thành công ở những cái điểm này thì uh, xu hướng có thể đi về đánh về khoảng vùng biên 125. Đối với mã này nó khá là hợp lý. Uh, HVN đã khuyến nghị mua, đã khuyến nghị mua và sau khi khuyến nghị mua xong thì HVN đã tăng rất là tốt. Đây ví dụ là HVN. Uh, thời điểm hiện tại thì đối với HVN cái gọi là cái 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 tính cơ bản của nó, cái tính cơ bản của nó thì nó không có. Uh, tuy nhiên trong phiên giao dịch ngày hôm qua thì cũng đã nhìn thấy một cái đường đánh của HVN có thể uh, uh, cân ở quanh uh, những cái vùng tạo đáy tạo nền ở quanh vùng 26.5 trong ngắn hạn thì dòng tiền đầu cơ khả năng nó sẽ xuất hiện đối với mã cổ phiếu HVN đó thì uh, phiên giao dịch của ngày hôm nay thì HVN có vùng 26.5 năm uh, còn phiên ngày hôm qua thì nó chỉ giao dịch ở quanh vùng 27 thôi quanh vùng 27 và một số tài khoản thì đã gom vị thế trong phiên giao dịch ngày hôm qua và phiên ngày hôm nay thì đã gom thêm vùng 26.5 À, dự kiến à, dự kiến về HVN nó sẽ test trả lại cung cầu ở khoảng quanh vùng 28 cộng và từ đây thì ổn định và dự kiến dự kiến target đầu tiên mà chúng ta sẽ xây cho HVN ở quanh vùng 30. ACV một tuần giao dịch tương đối tốt và tích cực. À, trong một cái kịch bản mà chúng ta xây dựng một sóng xuống của ACV dự kiến à, dự kiến sẽ đi về khoảng vùng 65 nhưng trên thực tế là cổ phiếu này chỉ đi đến điểm thấp nhất là 66 thôi. Đây Uh, trong tuần giao dịch cũ đúng không ạ? Uh, chờ nó chỉ đi về vùng 66 thôi và sau đó thì từ vùng 66 này thì nó đã bắt đầu uh, phục hồi bật lên và với xu hướng hiện tại thì nó cũng sẽ đi về khoảng vùng 73 đến khoảng vùng 74, có hàng thì sẽ canh chốt. AST lúc này cũng bắt đầu uh, xây đáy tạo nền tương đối là đẹp và cổ phiếu AT thì trong tuần trước chúng ta có phân tích cái xu hướng À, tạo đáy tạo nền nó quanh vùng 46 Và dự kiến nó sẽ có những cái biên đi ngang hẹp Từ biên 46 đến biên 50 Tuần này thì nó bắt đầu thoát 50 Tuy nhiên Khả năng cao thì nó sẽ chưa chạy ngay được à, Nó sẽ có những cái điểm test trả lại cung Ở quanh vùng 49 Và đây sẽ là những cái vùng mà chúng ta có thể canh gom thêm Trong một cái xu hướng hồi phục à, ngắn hạn của AT BVH và Mansan Bảo Việt thời điểm hiện tại thì đánh nó khá là rời rạc ờ, Có phân tích những cái điểm test cung ngắn của em này ở Quanh vùng 54 và cái điểm kháng cự ngắn của nó ở vùng 60 Trong tuần thì đã có những cái điểm gần chạm đến vùng kháng cự Nhưng mà sau đó thì bị đạp lại ờ, Xu hướng này thì vẫn có thể kỳ vọng là BVH sẽ đánh về lại Sẽ đánh về lại đâu đó khoảng vùng quanh vùng 60 bởi vì tuần tới thì nó chỉ sử dụng bộ trụ thôi Khả năng là nhóm banh tí nữa thì chúng ta sẽ đi phân tích nhóm banh và nhóm chứng khoán Nhưng mà tuần tới thì khả năng sẽ sử dụng bộ trụ là nhiều à, các mã cổ phiếu của họ Mansan thì Mansan như vậy là Mansan trong nhịp phân tích sóng lên và đã phân tích thành công uh, cái target của nó ở vùng 115 sau đó chỉnh thì đã dò lại cái vùng hỗ trợ ở đây vùng 103 đến vùng 105 vùng hỗ trợ này đã phân tích trên bản tin tuần và dự kiến thì man san sẽ có thêm những cái điểm mà đi ngang đi ngửa ở quanh cái vùng này, quanh cái vùng biên này. Hiện tại thì lực cầu chưa thực sự thuyết phục nên là nó sẽ có thêm một hai phiên test nữa và khả năng thì cái tín hiệu của nó sẽ rõ nét hơn sau phiên giao dịch của ngày thứ ba. Tức là ví dụ như trong phiên ngày thứ hai nếu như mà nó kéo lên trên vùng 105 cộng sau đó nó test lại một tí nhẹ nhàng ở đây, nó không gãy và lực cầu tiếp tục duy trì ổn định thì chúng ta sẽ đánh giá một cái lực hồi của man san. MML hiện tại thì chúng ta sẽ nhìn ở trên góc độ kỹ thuật đó là biên test tích lũy của nó khoảng quanh vùng 57 575, quanh vùng 575 và chờ thêm ở cái vùng này thôi. MSR thì không có gì thay đổi cả. Phân tích vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó ở vùng 18 và vùng kháng cự của nó ở vùng 22.5 cộng. Tức là cứ chạm cái vùng hỗ trợ này mua và chạm cái vùng kháng cự này bán. MVG trong tuần thì nó đã bị mất cái biên tức là bản chất là tuần trước tuần trước thì nó đã bị mất cái biên hỗ trợ của nó đây là vùng 138 thì cái xu hướng khi mà nó mất biên hỗ trợ 138 thì nó sẽ đi lại cái vùng hỗ trợ biên của nó ở sâu hơn và cái biên hỗ trợ nó sâu hơn ở đây đâu đó quanh vùng 134 ở xu hướng ngắn hạn thì MVKG đang có lực hồi khi mà dòng tiền đang có tín hiệu đi lên Đường mát thì đang thu lại Ờ, như thế này thì xu hướng cổ phiếu nó sẽ tốt hơn và chúng ta sẽ chờ thêm một cái lực cầu nó mạnh mẽ hơn để uh, có thể đưa cổ phiếu này vượt thoát lại cái vùng 138-140 thì như vậy là cái lực hồi ngắn hạn sẽ bắt đầu xuất hiện. Và đối với MVDG thì chúng ta cũng đã có một cái nhịp phân tích sóng lên và nhịp sóng lên này thì đã đưa cái target mắc của nó về vùng 150 và đã đạt 150 trên 150. Ở PNG trong tuần thì PNG đã thất bại ở vùng test cung 100 100 ở đây. Đây chính là phiên ngày thứ hai nó bị thất bại và phiên ngày thứ ba thì nó bị dẫm một phát nữa. Thì uh, quy luật của cổ phiếu như vậy thôi. Khi vùng hỗ trợ 100 ở đây mà nó bị phá vỡ thì nó sẽ đi về vùng hỗ trợ gần hơn ở đây. Uh, trong ngắn hạn thì PNG chưa chạy ngay được đâu. Sau những cái nhịp đạp như vậy thì nó sẽ có xu hướng 93 chấm 5 nó sẽ đi ở trong cái vùng này nó sẽ đi ở trong cái vùng này thêm 1 đến hai phiên nữa trước khi mà có những cái tín hiệu kỹ thuật nó à, xác nhận cái xu hướng tăng giá trở lại phân tích một số các mã cổ phiếu của nhóm ngành nhựa gồm có nhựa bình minh thì bình minh thì nó cũng trong giai đoạn này thì nó cũng chưa có gì là đột biến cả Uh, nó có một cái vùng hỗ trợ ngắn của nó ở đây vùng 56 đến 57 và vùng kháng cự ngắn ở khoảng vùng 59 đến 60 thì vùng đấy là chúng ta canh chốt thôi uh, cổ phiếu ba con a <laughs> trong giai đoạn hiện tại thì đánh cũng tương đối là rời rạc uh, nó có những cái nhịp uh, hồi phục rất là ngắn bản thân là nó là như vậy và trong một cái nhịp phục hồi ngắn ở tuần cũ thì chúng ta nói đến vùng 16 năm và biên hỗ trợ ngắn ở đây là biên 15 năm xu hướng này thì nó lại chạm lại về vùng 16.5 và xem thử là cái vùng này có trụ được hay không thì lại cần thêm cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta đánh giá và các cái nhịp phục hồi của ba con na hiện tại nó đánh tương đối là ngắn ở G, sau khi mà đạt target phân tích ở vùng 60 đến 60 thì chúng ta bắt đầu phân tích một cái sóng chỉnh kỹ thuật ở điểm chỉnh kỹ thuật đầu tiên trong tuần giao dịch cũ là chúng ta nói đến ở biên 58 nhưng cái biên này nó bị thất bại trong tuần giao dịch cũ và sau đó thì có nói tiếp theo đến cái biên 56 tức là chúng ta đang đi dò lại dò đáy lại dò đáy lại và biên 56 này thì nó cũng đã bị trong cái tuần giao dịch mới thì nó cũng đã bị phá và với tín hiệu kết tuần tín hiệu kết tuần thì uh, G đang đi về lại vùng hỗ trợ 54 mươi ở trên tín hiệu ngắn hạn thì có thể dòng tiền sẽ bắt đầu đi ngang Dòng tiền sẽ bắt đầu đi ngang Tức là cổ phiếu bắt đầu nó có những cái tín hiệu xây đáy tạo nền Thì chúng ta sẽ quan sát thêm một đến hai phiên của Duy ở đây Khi mà nó có những cái tín hiệu kỹ thuật về đường Mark ví dụ như vậy Thì đây anh chị có thể nhìn thấy đây Khi mà cổ phiếu J nó đâm đầu xuống trong một cái kênh xu thế giảm dài Thì các anh chị thấy là đường mát nó cắm đầu đi xuống Và khi J bắt đầu có một cái nhịp phân tích sóng lên Thì đường mát bắt đầu phân tích một sóng lên đây như vậy thì chúng ta không có gì phải vội vàng đó nếu như uh, mọi người cứ hỏi là bây giờ thế học phân tích kỹ thuật như nào thì đấy ông chỉ cho các anh chị đấy chỉ có sử dụng đường mát thôi uh, chúng ta cũng có thể uh, dự báo dò tìm được một cái 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 xu hướng về mặt kỹ thuật của cổ phiếu như vậy thì cái giai đoạn này đường mát nó đang cắm đầu đó vậy thì chúng ta sẽ bình tĩnh chúng ta sẽ chưa gom đó chúng ta chưa vội gom gì cả và lúc nào chúng ta nhìn thấy một cái xu hướng đường mát bắt đầu xanh trở lại và đi lên như này đó thì đấy cũng là cái thời điểm mà chúng ta sẽ xem xét để chúng ta uh, căn những cái giá hỗ trợ để chúng ta có thể vào cổ phiếu. Đấy, đấy là một chỉ báo mà chúng ta chỉ báo rất là phổ thông và chúng ta vận hành tốt cái chỉ báo này thì chúng ta hoàn toàn có thể là dự báo được một cái trend kỹ thuật, một cái kênh xu hướng của cổ phiếu. Đấy, nó dễ dàng như vậy thôi, nó không có gì khó cả. ở một số các mã cổ phiếu nh nhóm ngành công nghệ thì FPT đã chia và sau điểm chia đó thì uh, cái kịch bản tuần chúng ta có nói đến hai điểm vùng 84 và tiếp theo là vùng 80. Thì trong tuần thì cổ phiếu này đã đi về vùng 80 và đang có những cái điểm hồi phục lại về vùng 84. Và ngắn hạn ngắn hạn thì cổ phiếu này có thể FPT có thể kéo về vùng 85 và về vùng này thì nó lại có xu hướng bị sọt lại. À, như vậy thì cái xu hướng của FPT dự kiến là nó sẽ đi theo sóng hình sin ở trong một cái biên giả sử dự dự báo thôi. Đó, trong cái biên 84 đến khoảng vùng 80 và trước khi mà nó hình thành nên một cái xu hướng tiếp theo. Uh, hình thành xu hướng tiếp theo ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu như mà cổ phiếu này bị phá vùng 80 thì như vậy là là chúng ta phải chốt các anh chị. Uh, bởi vì khi phá vùng 80 ở đây thì nó sẽ bị uh, nó sẽ bị giảm giá ở sau này. Nó nó sẽ bắt đầu một cái xu hướng giảm giá ở đây. Đó, còn ngược lại nó vẫn giữ ở trong cái biên này thì chúng ta cầm thôi. Ở uh, Digiwoo hiện tại uh, sau cái nhịp mà chúng ta phân tích cái target của nó ở đây khoảng vùng 135 đến khoảng 140. Thì cổ phiếu này chỉnh, chỉnh điểm chỉnh thứ nhất là chúng ta nói về trong bản tin tuần cũ đó là nói về vùng 120. Và trong bản tin tuần vừa qua thì có nói về xu hướng về cổ phiếu là sẽ đi về lại cái biên hỗ trợ 106 110. Trong tuần thì đi suýt soát gần 110 và nó có hai phiên bật lên và với cái tín hiệu uh, lực cầu bật lên như thế này, đó, dòng tiền này, dòng tiền bắt đầu đi lên và đường mát cũng tương đối khá là ổn định rồi. Thì uh, nó lại đi về lại vùng 135 đến vùng 140 và về đến vùng này có hàng, anh chị canh chốt. Uh, CMG thì cũng như vậy thôi, không có cái gì cả. Uh, cách đánh tạo lập của em này thì đã nói rồi và vùng kháng cự ở vùng 38, vùng này canh chốt. cái cổ phiếu HVH này thì cũng đã theo dõi nó rất là dài và sau một cái uh, chu trình nó đánh xuống thì tạo lập đang đánh khá là khá là nan giải, khá là khó chịu trầy cối ở quanh vùng 9.8 thì vùng này là đã lên tàu rồi, vùng này là nhất quyết là sẽ theo lái và chúng ta sẽ chờ thêm cái vùng 11 nó đánh vượt thoát vùng 11 đi uh, thì khi đó chúng ta sẽ có thể cân mua thêm và cổ phiếu này thì chắc chắn là không thể lỗ được. Đấy, kiểu gì cũng phải bắt ăn tiền em này, bởi vì HH uh, nó có những cái, uh, à xin lỗi cả nhà, HVH hát hát nó có những cái chen đánh rất hay, đấy, nó đánh rất nhẹ nhàng đấy, một nhát này cũng mình hoàn toàn có thể bắt được này, nó nhát này chúng ta cũng đã bắt được xong này, và bây giờ thì chúng ta đang chờ một cái nhát này, tức là dự dự kiến là sau cái vùng này như vậy thì chúng ta kỳ vọng từ vùng uh, 9.8 vùng 10 lên đến khoảng vùng 11, 12, năm, 13 như vậy chúng ta chốt ngắn hạn một cái nhịp đây thì khá, khá là ok. Rồi chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành xây lắp. Thì trong tuần vừa qua thì nhóm ngành xây lắp cũng chưa thực sự nó là tích cực và nó vẫn đang vận hành khá là lình sinh khá là lình xình. Uh, NovaLand uh, trong ngắn hạn sau khi chia, đây là chia các anh chị này, chia nên là cái giá cổ phiếu lẽ ra cái nền này nó nằm ở đây thì nó tụt thẳm xuống đây. Đó thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích sau khi chia thì chúng ta sẽ nói đến biên Nói đến biên 97.5 và biên 105.5. Ok. Và trong cái biên này còn giữ được thì còn những cái cơ hội để chúng ta đánh. Cô tích Công ở thời điểm hiện tại thì trong team đã khuyến nghị mua và chúng ta đã đánh giá cái xu hướng tạo đáy tạo nền sau khi mà cổ phiếu này break được vùng 55. Ờ test lại cung ổn định ở vùng 57 sau đó tiếp tục trong tuần giao dịch vừa qua chúng ta nói đến biên 60 đến biên 61.5 và với xu hướng này với xu hướng này thì kỳ vọng là cô tới công sẽ đánh chạm lại về khoảng vùng 70 thì vùng này là chúng ta canh để chúng ta chốt ATN Hưng Thịnh thì bây giờ cũng không còn nhiều cái dư điện ở đâu nó nó đã bắt đầu đi một cái sóng giảm và cái sóng giảm này chúng ta bắt đầu phân tích từ vùng 50 đi về đây xong nó đang đi về đây và hiện tại thì nó đang chặn ở mức 35 Uh, và nếu như cái vùng 35 này bị phá nó phá giống như ở đây thì xu hướng nó sẽ đi về vùng 30 Và như vậy thì em này cũng đi vào Dow chen rồi HDC uh, rất là tuyệt vời uh, HDC bản thân HDC thì chúng ta có phân tích uh, uh, một cái vùng bắt đầu một cái vùng sóng lên ở đây Và sau đó thì đã đưa lần lượt đưa target của em này ở khoảng vùng 49 đến vùng 50 Sau đó đưa lên vùng 55 và hiện tại thì chúng ta có quyền nâng target của HDC lên vùng 60 và đến về đến vùng này thì có thể chốt một phần và một phần còn lại thì chúng ta sẽ neo đến cùng đối với lái. HDG cũng như vậy, HDG chúng ta có phân tích một sóng lên. Ví dụ chúng ta sẽ tìm một cái từ khóa HDG. HDG mùng 1 tháng 6 cặp đôi song hành 28 tháng 5 Nó nhiều lắm Tức là một cái mã cổ phiếu chúng ta phân tích Ở trong một cái đường khá là dài à, Ví dụ như vậy Ví dụ như vậy HDG ngày 14 tháng 5 Đó tận từ ngày 14 tháng 5 Thì chúng ta đã bắt đầu có những cái uh, Kịch bản Kịch bản uh, Kịch bản phân tích cho uh, Cho cho xu hướng Cho xu hướng của HDG Ở vùng break vùng 42.5 Đó những cái, cái thời điểm nó rất là Uh, là sớm mà chúng ta đã phân tích những cái uh, những cái điểm mà cổ phiếu này đánh break lên để đưa cái target của cổ phiếu này lên vùng 45 đó đưa target của cổ phiếu này lên vùng 45 tức là tại cái thời điểm mà 14 đây anh chị này 14 tháng 5 này thì chúng ta đây 14 tháng 5 10 giờ 36 phút 14 tháng 5 thì phân tích uh, cái uh, target dự kiến của vùng 45 và sau đó thì có nâng lên uh, về đây sau đến nó nâng lên các cái cái Phân tích tiếp theo thì nâng cái target của này lên vùng 47 đến vùng 48. Và trên thực tế thì nó chạm 47 và sau đó thì nó đã chỉnh kỹ thuật. Và sau điểm chỉnh kỹ thuật này thì nó lại đi về lại đây, hỗ trợ của nó ở đây vùng 40 đến vùng 41 và vùng này thì đã khuyến nghị là những cái tài khoản mà đang cầm cổ phiếu HDG thì có thể canh mua thêm ở vùng này. Với một kỳ vọng là nó sẽ đánh chạm lại về vùng 45, tức là gì? Tức là trong một cái nhịp sóng lên chúng ta về kháng cự chúng ta bán đi 30% và 30 đến 50% thì tùy. Đó, nhưng ít nhất là 30% và sau đó cổ phiếu chỉnh kỹ thuật mà đảm bảo rằng cái tính chỉnh kỹ thuật của nó không gãy thì chúng ta có thể cân lại 30% chúng ta đã bán ở vùng 47 và cân lại ở quanh vùng 40 41 ví dụ như vậy thì đấy là một cái phương pháp rất là hay giúp cho chúng ta luôn chủ động dòng tiền và chúng ta sẽ có những cái điểm chốt lãi tương đối là ổn định. VCS mục tiêu đi về vùng 110 Và hiện tại thì lực đánh của VCS đang tương đối là tốt và ổn định Và cái target này thì cơ bản nó sẽ là hoàn thành thôi HBC cũng rất nhiều nhà đầu tư đang quan tâm đến xu hướng hiện tại của HBC à, Ngắn hạn thì chúng ta sẽ chưa có nhiều các yếu tố về mặt kỹ thuật Nhưng chúng ta sẽ có thêm những cái đánh giá của cổ phiếu này ở quanh vùng 14.5 đến khoảng vùng 15 Tức là đây sẽ là những cái biên mà HBC sẽ xây đáy tạo nền Và cái kháng cự ngắn của nó vùng 16 Khả năng về đến 16 Thì nó lại bị đạp lại Nó bị đạp lại và nó sẽ xây Ở quanh cái biên này Trước khi mà chúng ta Có những cái góc độ kỹ thuật tiếp theo Bởi vì bản chất là HBC nếu như Về bản chất nếu như HBC mà bị Đánh mất cái vùng 15 ở đây Thì nó sẽ hình thành một cái sóng Tức là cái sóng chen Đấy các anh chị có thể nhìn đây là một sóng lên thì bên này sẽ là một sóng xuống và có nhiều mã cổ phiếu là nó xuống về đến tận nền luôn, tức là không loại trừ trường hợp là HBC sẽ có thể bị đạp về vùng 7 đến vùng 8. Các anh chị cứ chờ ở trong một kênh xu thế trung hạn chính vậy nên là gì? Chúng ta sẽ căn cứ cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta có thể có những cái phân tích nó sâu hơn. nó và bám sát theo hàng tuần ở ờ, Đà Phương uh, phiên ngày hôm nay giao dịch tương đối là tốt sau khi mà Đạt Phương vẫn giữ được cái biên 38 ở đây thì đã có những cái chia sẻ đánh giá dự kiến về xu hướng sẽ đánh về khoảng vùng 44 đến khoảng vùng 45. Ờ uh, C2 hiện tại thì cũng chưa có nhiều các yếu tố đột biến và uh, đóng cửa tuần thì đúng vùng 19 tức là nó sau một cái biên tạo đáy tạo nền ở đây thì đây chính là những cái điểm mà chúng ta sẽ gom những cái vị thế đó và sau điểm gom vị thế đó thì chúng ta sẽ chờ À, để chúng ta đánh giá xem là à như vậy C2 nó sẽ đúng xu hướng hay không đúng xu hướng đó mà nó đúng xu hướng thì như thế nào và không đúng xu hướng thì như thế nào tức là chúng ta luôn có những cái mạch phân tích rất là rành rọt như vậy à, ngắn hạn thì cần thêm cần thêm tín hiệu để chúng ta đánh giá thêm ý đồ tạo lập của C2 ở quanh vùng 19 quanh vùng 19 19 năm năm LCG là mã cổ phiếu đã khuyến nghị mua và hiện tại thì đang cầm nắm à cho target đầu tiên ở vùng 14. Đây nó chạm vùng 14 thì nó đang bị dội lại. À, với tín hiệu uh, kỹ thuật thì sẽ kỳ vọng em này đánh vượt thoát vùng 14, đánh vượt thoát vùng 14. Sau đó nó test lại cung 14 không gãy thì khi đó chúng ta có thể kỳ vọng thêm uh, những cái mốc chốt cao hơn có thể ở quanh vùng 16. Ở ngược lại nếu như cái vùng 14 này nó bị thất bại, nó bị thất bại thì nó lại quay về, nó lại quay về lại test nền tức là chưa 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 đủ lực để đi à, uh, cũng đã có một uh, cái lực uh, phục hồi rất là tốt và những cái điểm đánh giá về tạo nền của xe ở quanh vùng 9 uh, tạm thời được đánh giá là thành công khi tuần giao dịch vừa qua nó đã đi về vùng 11.5 đến khoảng vùng 12 Đây là những cái vùng kháng cự ngắn hạn của xe thì uh, về đến vùng kháng cự thì có thể chốt và hiện tại thì nó đang quay về lại cái ngưỡng hỗ trợ và hỗ trợ của xe thì quanh vùng 9.8 ở quanh vùng 9.8 đến vùng 10 thì các anh chị có thể cân thêm sell tức là đang có trong tài khoản thì chúng ta có thể cân thêm sell với một kỳ vọng có thể đánh vượt lại về vùng 11.5 đến vùng 12 Ở à, DRH trong tuần thì cũng đã có những cái điểm chỉnh giảm về mặt kỹ thuật sau khi mà nó chạm vùng kháng cự vùng 11 tức là vùng 11 ở đây nó vẫn đang là một kháng cự khá là mạnh của DRH. Ờ, chưa tăng được, xu hướng thì vẫn đang đi ở trong một cái biên hẹp. Ờ, kỳ vọng là vùng 9.8 sẽ không gãy thì nó đi trong biên 9.8 đến khoảng biên 11. DG cũng nhiều anh chị em quan tâm và xu hướng của đất xanh như nào. Ờ, nhiều anh chị hỏi là có cắt lỗ không thì quan điểm cùng là đất xanh chưa có gì phải cắt cả. Vì sao? Thứ nhất là ờ vùng 22 của đất xanh ở đây đang tương đối tốt và chưa bị gãy, chưa bị phá thứ hai là cái biên mà chúng ta phân tích trong một cái quãng thời gian rất là dài ở cái vùng hỗ trợ của đất xanh đó là quanh vùng 23 thì anh chị em nào đã xem bản tin tuần thì chắc chắn không thể không 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 nhớ đến những cái kịch bản mà chúng ta phân tích về đất xanh cả và trong một cái kịch bản mà chúng ta có nói đến thì dự kiến nó cán lại vùng 3x ở trong tuần cũ đây sau khi nó lên được vùng 29 mấy đó là nó bắt đầu đổ lại thì nó đổ lại như này thì uh, phiên nay phục hồi tương đối tốt, tương đối ổn định. Tuy nhiên, tuy nhiên, nhìn cái lục đánh của đất xanh thì nó cũng chưa thực sự là khỏe. Chính vậy nên là các anh chị có mua thì là mua hỗ trợ, tức là chúng ta là nắm được các vùng hỗ trợ này chúng ta mua và các vùng kháng cự ngắn ở đây thì chúng ta canh để chúng ta ra hàng thôi. Ldg là một cái mã cổ phiếu tương đối có duyên, Đó, tương đối có duyên. À, vì chúng ta đã phân tích một nhịp, hai nhịp rồi, hai nhịp và đều có ăn, đều đưa được lên những cái target tương đối ổn định ở khoảng vùng 8.5 đến khoảng vùng 8.8 và sau đó chỉnh và đến thời điểm này chúng ta lại bắt đầu một cái mẻ lưới mới của LdG tức là lịch sử nó luôn luôn lặp lại nó không có cái gì mới mẻ cả và chúng ta nếu như chúng ta uh, chịu khó một tí ghi chép lại một tí thì chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra những cái uh, phương án những cái kịch bản mà chúng ta có thể tham gia thì LdG là đi về lại vùng 6.65 đến vùng khoảng vùng 6.8 vùng 6 5 vùng 6.8 đây uh, rồi và Uh, nó test đi test lại ở đây Nó test đi test lại ở đây Tương đối là tốt này Tương đối là tốt rồi Và sau một nhịp kéo Kéo mạnh và nói là nhịp kéo mạnh tuần trước Thì nó quay về tại, test trả lại cung Và những điểm test trả lại cung này Không gãy vùng 7 là tốt Và quanh những cái vùng này Thì chúng ta hoàn toàn có thể cánh mua Và mục tiêu của LDG Ở trong cái nhịp mà chúng ta uh, gom góp Để chúng ta đánh ở đây Đầu tiên sẽ là về 8 xây như vậy thì nó cũng hoàn toàn tương tự như bên này đó cái target đầu tiên vùng xây đây là vùng 8 8 trả lại cung không gãy thì mới bắt đầu xây lên vùng 8.8 đó ví dụ như vậy thì chúng ta cứ từ từ thôi IDC này thì nó vừa là khu công nghiệp nó vừa là xây dựng nó có một mảng khu công nghiệp tương đối là mạnh nhưng trong thời điểm ngắn hạn thì cái vùng 40 vẫn là vùng kháng cự tương đối là mạnh ở hỗ trợ ngắn của nó khoảng vùng 36 và nó sẽ đánh ngang đánh ngửa quanh vùng này À, trước khi mà nó có thể có một à, cái gọi là điểm mở trên kỹ thuật ở đây thì chúng ta sẽ chờ thêm thôi chứ còn hiện tại là chỉ phân tích ở trong cái ngưỡng này Khang điền kdh à, tuần vừa qua đánh tốt và nó chia cổ tức nó à, nó chia cổ tức nên là những cái kịch bản ở trên này thì chúng ta bắt đầu tạm thời chúng ta phải xóa đi à, và chúng ta sẽ đánh giá ở những cái điểm kỹ thuật của nó sau chia cổ tức đó là vùng hỗ trợ 35 đến 35.5 phiên kết tuần đánh tương đối là đẹp Uh, thì nó Đây cái hình mũi tên này chính Đây này Đấy đấy Kiểu kiểu như thế này Tức là trước chia mà các anh chị Thì bây giờ chúng ta kéo xuống như này thôi Đó Thì nôm na như vậy Thế thì sau chia thì nó sẽ dự kiến đi về vùng 38 mạnh hơn Mạnh hơn thì nó sẽ đi về vùng 40 Và khang điền hiện tại xu hướng nào tốt Các anh chị còn nắm ở uh, NRC Quyết tâm bắt chết NRC Và hiện tại thì chưa bắt được chết nó bởi vì sao? Bởi vì là nó lên đến vùng bao nhiêu đây? 22 thì nó lại đạp lại. không sao cả. Nó vẫn đang có những cái xu hướng về mặt kỹ thuật, đó là những cái tín hiệu xây nền tạo đáy ở đây. Đó, vẫn kỳ vọng ổn định. À, thì sang tuần tới những điểm test kỹ thuật ở quanh vùng 19 chúng ta có thể gom thêm, gom thêm đó để lên 22 chốt tạm. Đó thì chúng ta sẽ sẽ đánh theo theo một cái biên ngắn như vậy, ví dụ thế. À chỗ tạo để về hỗ trợ dưới này chúng ta lại cân tiếp, tức là dự kiến nó sẽ đánh ở trong một cái vùng biên ngắn ngắn như thế này. À, cái xu hướng tạo nền tạo đáy của cổ phiếu thì bao giờ nó cũng như vậy. À, lúc khởi động thì nó thường là nó sẽ đánh khá là chậm. H4 à chạm kháng cự 18 lại đạp về nền và nền của nó ở đây là 15.5 à 15 đến vùng 16. Ở vùng này lại mua về 18 lại bán như vậy thì trong ngắn hạn thì chúng ta sẽ đánh theo một cái biên ngắn như vậy rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích một cái nhóm ngành tiếp theo đó là nhóm ngành dầu khí thì nhóm ngành dầu khí thì nó liên quan đến giá dầu và với nhóm ngành dầu khí thì cũng rất nhiều những anh chị em trong tuần giao dịch cũ đã đua lệnh và sau những cái cú đua lệnh đấy thì đến thời điểm hiện tại chắc chắn là lỗ chắc chắn là lộ à, đối với gát thì chúng ta có phân tích một cái vùng hỗ trợ của gas ở đây đây chính là những cái thời điểm mà chúng ta có thể gom thăm dò đó gom thăm dò xong rồi thì ví dụ vùng kháng cự này gas nó có hai vùng kháng cự này vùng kháng cự thứ nhất đó là vùng 90 đã có phân tích vùng kháng cự tiếp theo của gát đó là vùng 95 vậy thì về đến vùng 90 chúng ta có quyền chốt 30 phần chờ kịch bản nếu như mà vùng 90 bị phá chúng ta lại tiếp tục chúng ta chốt đi 30 40 phần trăm nữa nôm ma là gì tức là chúng ta sẽ bám sát cái tín hiệu kỹ thuật ở đây còn ngược lại sau khi chốt 30 phần trăm ok vững vàng tăng giá lên đến vùng 95 chúng ta tiếp tục chốt 30 phần trăm nữa và sau khi giả sử uh, sau khi hai cái điểm chốt này cổ phiếu lên đến vùng 95 rồi các anh chị khi lên đến vùng 95 rồi thì chúng ta chốt tổng cộng là 60 phần trăm Vậy thì còn 40% còn lại chúng ta xử lý như thế nào? Tức là nếu như trường hợp mà cổ phiếu bắt đầu tiếp tục kéo tiếp. Đó, kéo tiếp thì chúng ta chấp nhận là chúng ta sẽ còn 40% hàng để chúng ta đi đến cùng, đi đến cùng tức là cổ phiếu đi đến đâu thì chúng ta sẽ chờ đến cùng đấy. Đó. Nhưng ngược lại, cổ phiếu không đi được, không vượt thoát lên được nữa thì à trăm đó chúng ta sẽ chốt quanh vùng 94 đến vùng 95, ví dụ như vậy. Đó thì cái câu chuyện là chốt lãi nó sẽ rất là quan trọng cho các anh chị trong những cái Uh, phương pháp uh, đánh và chốt lãi giữ lãi đấy là những cái việc mà chúng ta cần làm bởi vì thực tế là rất nhiều những nhà đầu tư không giữ được lãi. Ờ uh, trong ngắn hạn thì gas sẽ chạm về lại uh, hỗ trợ ngắn ở đây, nó là khoảng quanh vùng 85, nó sẽ cần thêm một hai phiên xây nền và cũng sẽ có thêm đánh giá. Uh, PLX, nó PLX cũng như vậy, trong cái điểm mà phân tích về mặt kháng cự của nó là PLX có một vùng kháng cự 58, sau đó kháng cự tiếp theo của nó vùng 60. Thì cái cách làm nó như vậy thôi, nó không có gì cả, kể cả bên này nó cũng như vậy. À, sau khi mà bản tin tuần cũ thì chúng ta vùng còn đánh giá lại cái vùng 53.5 nó sẽ là những cái hỗ trợ ngắn của Pelix và dự kiến uh, Pelix sẽ phục hồi để chạm lại cái đỉnh của cái cây nến này. Đó, đỉnh của cây nến này đó chính là khoảng vùng giá 57.5 thì nó đã chạm lại, đây các anh chị nhé. Và đến đây thì chúng ta hoàn toàn có quyền chốt đi một phần của cổ phiếu. Đó chốt xong thì cổ phiếu nó rơi Thì uh, sau khi nó rơi như này Thì uh, vùng hỗ trợ tiếp theo Tức là nó sẽ xây lại cái nền ở đây Đó nó sẽ xây lại nền ở đây Đó là vùng 52.5 đến vùng 53.5 pet uh, Pet Pet thì nó có một cái tín hiệu break nền ảo Ở trong uh, Tức là nó 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 break xịt đó Sau khi mà nó Ờ uh, break vùng 24 thì nó quay lại nó test cung nó bị thất bại. Chính vì nó test cung thất bại nên là nó sẽ đi về lại những cái vùng hỗ trợ sâu hơn. Thì ngắn hạn sẽ quan sát ở vùng 20.7 và thậm chí sâu hơn nó sẽ có ở đây là 19.45. Và một cái điểm sâu hơn nữa ờ uh, của pet, tức là trong cái tọa độ mà chúng ta tính toán điểm gom mà chúng ta cần phải tính toán đủ cả ba cái điểm, ba cái vị trí này. Đó để chúng ta có thể gom pet. nó Tức là chúng ta phân bổ tiền ra các anh chị. Đó ờ uh, PXS đã phân tích cái vùng xây nền tạo đáy ở quanh vùng 5.5 đến khoảng vùng 5.65 uh, và đã dự báo một cái xu hướng nhịp hồi và nhịp hồi này thì uh, trong một cái sóng hồi tổng thể thì sẽ dự báo nó sẽ đánh về khoảng vùng 8 uh, và trong cái quá trình nó đi như vậy ấy, thì nó sẽ có những cái điểm test lại cung và những cái điểm test dự kiến ở trong uh, tuần trong tuần giao dịch cũ đó là những cái điểm mà quanh hình như là đây có dự báo là test lại quanh vùng bảy kéo lên khỏi bảy và test lại bảy kịch bản nó là như vậy à, thì trong tuần là nó test lại nó đã kéo lên bảy nhưng test lại bảy thất bại và trong ngắn hạn thì bây giờ là chúng ta sẽ đi uh, tính toán lại một cái vùng ở đây rồi ok 635 đến vùng 605 ok nhưng anh chị em đang cầm uh, PKS có thể gom ở vùng này Kỳ vọng ngắn hạn đánh lại về vùng 7.5 Và xa hơn sẽ là vùng 8 Bộ bác cổ phiếu đầu tiên mà chúng ta sẽ phân tích đó là PVS Thì PVS ở trong tuần kết khi mà kết thúc tuần giao dịch cũ Thì có nói đến khả năng xu hướng là nó sẽ đánh lại về vùng 31 ở đây và vùng hỗ trợ ngắn là biên 26, 26.5 PVS thì chưa chạy ngay được đâu anh chị Khả năng chưa chạy được à, Nó sẽ đánh vòng vo ở quanh những cái điểm Vùng 26 nó khoảng vùng 28 Trước khi mà nó phát đi những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo Thì cũng sẽ cập nhật thêm ở à, PVD PVD đây Vùng kháng cự đây Vùng kháng cự đây Đó là vùng kháng cự 26 mươi 26 ở trong tuần mới này thì PVD có một điểm kéo Tuy nhiên điểm kéo đó thì nó cũng đã không đủ mạnh Và nó đã bị thất thủ ở những cái điểm test kỹ thuật ở đằng sau đó Nguyên nhân là nó do nó chạm một phần Nó do chạm về vùng kháng cự 26 cộng ở đây tương đối là mạnh ở Thì trong ngắn hạn PVD sẽ có những cái điểm xây nền lại quanh vùng 21, 21.5 Uh, xu hướng của PVT thì hiện tại là điểm test cung của PVT đang tích cực hơn cả so với những mã cổ phiếu khác. Uh, trong nhóm P thì uh, PVT đang test lại biên biên ở đây là biên 19.5 tương đối là đẹp. Thì uh, trong ngắn hạn sẽ kỳ vọng PVT sẽ đánh lại về vùng 21 đến vùng 22. Đây là vùng mà chúng ta cũng sẽ có hàng, chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt. Bộ ba của nhóm P gồm có uh, gọi là top 2 của P gồm có BSR thì ngắn hạn là BSR. Trong trong cái phân tích định lượng về tuần cũ là chúng ta có nói đến uh, cái điểm test kỹ thuật của nó 19.5 và điểm này thì nó đã bị test thất bại. Chính vì nó test thất bại nên là nó sẽ uh, vòng vo lại ở một cái điểm hỗ trợ sâu hơn của nó là vùng 18. tám uh, ngắn hạn thì chúng ta sẽ chưa có nhiều các cái phân tích về định lượng của BSR và uh, xu hướng thì bsr sẽ có những cái điểm đi uh, ngang ở trong cái biên từ vùng 18 đến vùng 20 uh, sau đó thì nó có những cái tín hiệu phá biên trên hoặc là phá biên dưới thì lúc đó sẽ có thêm uh, các cái phân tích tiếp theo OI sau khi đạt được uh, cái mốc dự báo ở khoảng vùng 16 trên 16 ở đây uh, chính là cái vùng kháng cự của nó ở bên này thì uh, dự báo là OI sẽ đánh ở trong biên sẽ đánh ở trong biên 15 đến biên 16. Tuy nhiên trong tuần cũ thì oi cũng đã bị thất bại ở biên 15. Ờ, khi nó thất bại ở biên 15 thì nó sẽ đi về cái vùng hỗ trợ sâu hơn đó là 13.5 và tuần giao dịch mới thì nó sẽ đi ở quanh biên 13.5 dự báo là khoảng biên, biên 3 5 đến biên 14 ở đây thôi. Ờ, POV kép dự kiến trong trong cái target dự kiến là nó sẽ đánh về khoảng vùng 14. Ờ, tuần mới thì lên được khoảng vùng 13.5 và sau đó thì nó cũng bị thất bại luôn ở cái vùng 12.5, đấy là cái vùng mà nó test trả lại cung. Với vùng thất bại này thì P nó cũng POV cũng sẽ chưa đi ngay được, nó sẽ lình trình thêm khoảng 1 2 phiên quanh biên 11-8 đến biên 121 trước khi mà nó xác nhận những cái tín hiệu cái tuần tiếp theo ở đây. rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ nói đến một cái nhóm ngành rất là quan trọng và nhóm ngành này thì nó đã nhóm ngành này thì nó đã gọi là giữ nhịp cho thị trường rất là tốt trong thời gian vừa qua và có thể nói rằng nhóm ngành banh và nhóm ngành chứng khoán nó đã đóng góp một phần rất lớn một phần rất lớn cho thị trường vốn hóa thị trường ở thời điểm hiện tại và nó đã nâng cho thị trường lên được những cái mốc điểm mới như thời điểm hiện tại thì đấy là một cái công cực kỳ là lớn và trong cái thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng có thể thấy rằng mỗi một khi mà nhóm banh và nhóm chứng khoán giảm điểm thì nó sẽ kéo theo cả thị trường giảm điểm và bản thân bản thân trong phiên giao dịch của ngày thứ ba trong phiên giao dịch của ngày thứ ba và ngày thứ tư đó trong phiên giao dịch ngày thứ ba và ngày thứ tư thậm chí là phiên giao dịch của ngày thứ hai thì đấy là những cái thời điểm này đấy chính là những cái thời điểm mà nhóm banh và nhóm chứng khoán bị đạp rất là mạnh đó và chúng ta cũng thấy rằng được cái mức độ ảnh hưởng của nhóm này nó lớn đến như thế nào nó nó lớn đến như thế nào và trong cái kịch bản mà trong cái bản tin ngắn mà chúng ta có phân tích một cái điểm hồi phục kỹ thuật của nó của của thị trường chung ở vùng 1420 điểm và sau đó thì thị trường chung phục hồi thì À, chính là nhóm banh và chứng khoán đã kéo ở trong phiên giao dịch ở uh, phiên giao dịch của ngày thứ tư uh, cùng với đó thì đến phiên giao dịch ngày hôm nay đấy là phiên kết tuần phiên ngày 11 đấy các anh chị thì uh, sau những cái điểm khá là ngập ngừng của nhóm banh thì uh, càng gần cuối phiên thì nhóm banh đánh tương đối là mạnh và uh, chính vì cái sự phục hồi của nhóm banh chứng khoán đã giúp cho vn uh, vn 30 tăng từ khoảng vùng 1450 đến khoảng vùng 1490 bốn điểm như vậy tăng khoảng gần uh, đúng rồi 1450 lên đến khoảng 1487, 1490 như vậy là tăng khoảng 30 điểm đó như vậy là những cái 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 tác động của nhóm anh đến thời điểm hiện tại đến thị trường chứng khoán Việt Nam nó là tương đối lớn và tương đối mạnh và trước khi mà chúng ta đi phân tích nhóm anh thì chúng ta sẽ nói đến nói đến cái kịch bản chung của nhóm này kịch bản chung của nhóm này thì ngay từ đầu tuần thì cũng đã có những cái phân tích đánh giá về việc là nhóm banh và nhóm chứng khoán dự kiến nó sẽ có những cái điểm chốt kỹ thuật, những cái điểm chốt ngắn Chính vì vậy nên là các anh chị sẽ chủ động các cái điểm chốt lãi, các cái điểm chốt lãi và các cái điểm gọi là chặn lãi Các cái điểm chặn lãi, tức là các cái điểm chặn lãi khi mà cổ phiếu mà chúng ta vi phạm thì chúng ta sẽ phải kích hoạt cái điểm chặn lãi để chúng ta giữ lãi Đối với nhóm banh và nhóm chứng khoán, đấy là những cái cảnh báo ở trong cái bản tin tuần video số 158 còn đến bản tin tuần này video số 159 thì trước khi phân tích thì chúng ta sẽ tiếp cận cái nhóm banh và nhóm chứng khoán ở thời điểm này như thế nào. Thì về nhìn chung về tổng quan là nhóm banh và nhóm chứng khoán đã có một cái sự phục hồi tương đối tốt từ cái vùng 1420 điểm của VN30 và phái sinh tức là trong phiên giao dịch ngày thứ tư. Và như vậy thì hàng nó đây chính là điểm đây T0, T1, T2 và đến ngày thứ hai thì uh, tất cả những cái điểm bắt đáy tại cái vùng 1420 điểm của uh, thị trường sẽ bắt đầu về đến tài khoản và cùng với thời điểm đó thì nhóm banh cũng uh, nhóm manh và nhóm chứng khoán sẽ bắt đầu chạm lại những cái kháng cự ngắn và những cái kháng cự đó sẽ uh, nhóm này nó sẽ không thể tăng một cách mạnh mẽ được như trong những phiên giao dịch của tuần vừa qua. Và khi nó chạm lại đến những vùng kháng cự này thì tinh thần của chúng ta là những anh chị em nào đang cầm nhóm này, chúng ta sẽ canh để chúng ta có thể chốt lãi ở trong cái tuần giao dịch mới. Khi cổ phiếu gặp về lại những cái kháng cự. Đó thì cái cái tinh thần chúng ta tiếp cận đến nhóm banh và nhóm chứng khoán trong tuần giao dịch mới. Trong bản tin video số 159 là như vậy thì chúng ta nói tổng quan như vậy để các anh chị nắm được và sau đó chúng ta sẽ đi phân tích một số chi tiết các cái mã cổ phiếu của nhóm anh này. Ở Vietcombank thì đã có sự phục hồi và vùng kháng cự của Vietcombank nó có hai vùng Vùng 104.5 và vùng 107.5 Đây là các vùng kháng cự ngắn à, Cổ phiếu này thì nó thiên về cái kịch bản là nó đánh về chỉ số thôi Và chúng ta chủ đạo là chúng ta sẽ đánh ít Mà gặp hỗ trợ mua gặp kháng cự thì chúng ta nên bán ACB chia và nó chia thì Nôm na nó chia Và nó chia xong thì bây giờ là những cái này là nó nó đã bị sai lệch rồi và chúng ta sẽ nói đến ACB sau chia. Thì đối với ACB sau chia chúng ta sẽ lấy vùng 31.5 đến vùng 32, đây là biên hỗ trợ ngắn của cổ phiếu này. trong tuần thì ACB đã có một điểm đánh lên và đang có hai phiên test cung khá là tích cực trên vùng dự kiến ở đây khoảng vùng 33.3. ba thì kịch bản ngắn hạn là ACB có thể test lại vùng 33.3 trước khi nó có một cái điểm hồi phục về mặt kỹ thuật về lại vùng 36 cộng và đây sẽ là những cái vùng kháng cự. Đó. Và về đến những vùng này thì đây sẽ là những cái vùng mà chúng ta canh chốt cho chúng ta sẽ không có những cái điểm mua hợp lý đối với mã cổ phiếu nhóm banh và nhóm chứng khoán trong ít nhất là trong phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba. Đấy là những cái phiên mà chúng ta sẽ uh, canh để chúng ta hiện thực lại uh, các cái điểm mà chốt lãi, chặn lãi nếu nếu như chúng ta bị bị mất tức là chúng ta chưa kịp hành động ở trong cái nhịp mà nó đạp ở đây. Uh, bit uh, rồi bit đã cảnh báo cái vùng kháng cự của nó ở đây đúng không ạ đó là vùng 49 đến vùng 50 và vùng này thì bit đã bị chốt khá là tương bừng và sau những nhịp chốt này thì đưa bit về lại đó bit về lại đây đó là vùng 43.5 đến vùng 44 ngắn hạn thì cũng sẽ lấy cái vùng này là vùng hỗ trợ của bit ở uh, phiên ngày thứ hai nó sẽ dự kiến tả cung ở quanh khoảng vùng 44 44.5 năm uh, thì chúng ta sẽ có thêm một vài cái đánh giá của bit ở cái vùng hỗ trợ này Công thương ngày hôm nay thì đánh tương đối là tích cực và đã kéo đã kéo trần, kéo trần ở cuối phiên, cuối phiên giao dịch. Ở trong bản tin tuần cũ thì công thương Hùng cũng đã không còn nâng cái target của công thương và target của công thương chúng ta chỉ xây đến chúng ta chỉ xây đến vùng 54 đến khoảng vùng 55 ở đây thôi và có hàng thì canh chốt và đã bị công thương trong tuần thì có hai phiên chốt tương đối là mạnh và ngắn hạn thì công thương với một cái lực mua xe trong phiên ngày hôm nay thì dự báo là công thương sẽ đi về lại vùng 54 đến vùng 55 và đây sẽ là cái vùng mà kháng cự và chúng ta cũng sẽ canh để chúng ta chốt hàng nếu có MBB MBB thì trong kịch bản tuần là có kỳ vọng đánh lên vùng 44 đến khoảng vùng 45 nhưng mà nó test lại biên này bị thất bại Tức là nó test lại biên 39.5 Trong tuần cũ bị thất bại Và nó vì nó thất bại nên nó sẽ về lại Vùng hỗ trợ sâu hơn ở đây này 36 đến khoảng vùng 37 Tuần giao dịch mới thì cũng dự báo là cổ phiếu này sẽ chạm lại về vùng kháng cự 42 cộng và đây cũng sẽ là những cái vùng mà chúng ta cũng có thể canh chốt. Ở ABVanh hiện tại thì tương đối khỏe. Vẫn đi ngang và bám sát không gãy vùng 7x. Khả năng sẽ kéo thêm một nhịp nữa khoảng lên vùng 75. Techcombank trong tuần giao dịch cũ thì chúng ta cũng đã không còn xây target của cổ phiếu này nữa và dự báo cái target ở trong ngắn hạn vẫn là vùng 55 đến vùng 56. Và sau vùng này thì uh, Techcombank cũng đã bị chốt đã bị chốt tương đối là mạnh à, Và vùng chốt này Thì à, Cổ phiếu này lại chạm lại vùng hỗ trợ ngắn Ở đây, vùng hỗ trợ ngắn ở đây nó là khoảng vùng 50 đến khoảng vùng 50.5 Và đang có một cái lực phục hồi Và lực phục hồi này thì cũng sẽ đưa cổ phiếu này Về lại vùng kháng cự ở đây Và vùng này thì cũng sẽ canh để mà chốt à, TP Banh cũng hoàn toàn tương tự như vậy à, Trong cái tuần giao dịch cũ thì à, Cái vùng target ở đâu đó khoảng vùng 4 40 và dự báo thì cổ phiếu này sẽ quay trở lại về test cung và nó sẽ test lại ở biên 37.3 đến khoảng biên 38 và phiên ngày thứ hai thì nó test cái điểm này thất bại và đến phiên ngày thứ ba thì nó à, sau khi mà cái điểm test này thất bại thì đương nhiên là cổ phiếu nó sẽ giảm về lại cái vùng hỗ trợ sâu hơn đó là ở à, quanh khoảng vùng 34, ngắn hạn thì sẽ kỳ vọng đánh về lại vùng 37.3 đến khoảng vùng 38. Tức là về lại cái vùng kháng cự cũ À, đối với HD Bank, đối với HD Bank thì đã cảnh báo cái vùng kháng cự của nó ở khoảng vùng 35 đến khoảng vùng 36. ở à, đây là vùng mà à, sẽ canh chốt cổ phiếu và sau cái điểm này thì và và kích hoạt thêm một cái điểm chặn lãi ở khoảng vùng 34. Trong tuần thì nó bị thất bại. Nó đã có những cái điểm thất bại nhưng kết phiên phiên kết tuần thì nó lại lấy lại được vùng 34 cộng. À, sang tuần thì nó có thể có thêm một đến hai phiên à, kéo nữa một là hai phiên kéo và à, cái điểm kéo này nó sẽ đưa về lại vùng 35 đến khoảng vùng 36 vùng này thì lại chốt kèo à, shb mục tiêu ở trong cái nhịp mà chúng ta có phân tích một cái sóng lên đâu đó của SHB khoảng từ vùng 23 lên vùng 30 và từ vùng 30 thì dự kiến lên được khoảng vùng 34 và suy soát thì có những phiên đã suy soát đạt lên đến vùng 34 bốn uh, tuần cũ tuần tuần giao dịch vừa qua thì SHB cũng đã bị chốt chung với cả nhóm banh và trong ngắn hạn thì SHB có vùng hỗ trợ 28 vùng 28 này tạo lập mà uh, vẫn giữ vẫn giữ tương đối là tốt ở đây uh, vùng tạo lập vẫn giữ tương đối tốt ở đây thì vẫn kỳ vọng nhịp này đánh về khoảng vùng 34 Khoảng vùng 33 đến vùng 34 Nói chung là vùng này thì sẽ canh để chốt Về lại kháng cự cũ ở đây Ở uh, STB Như vậy là STB ở trong một cái nhịp Mà phân tích sóng lên Thì target mà dự kiến của STB uh, Mắc ở vùng Ở vùng 35 Và nó lên được đây Đến vùng 34 Thì nó bị phá Và điểm chặn lãi của STB uh, Dự kiến ở khoảng vùng 32 Thì cái điểm chặn lãi này Đã được kích hoạt Ở trong tuần giao dịch cũ Ờ, sau cái điểm này nó bị phá thì uh, cổ phiếu này về lại hỗ trợ ở đây nó khoảng quanh vùng 28. Ờ uh, STB đang có hai phiên đánh, hai cái lực đánh ở đây tương đối là đẹp thì lực đánh này thì dự kiến sẽ chạm lại về vùng kháng cự ở đây khoảng vùng 32. Và về vùng này thì dự kiến là cổ phiếu STB lại gặp cái lình sinh hoặc là nó sẽ dự kiến nó sẽ bị chốt ở đây. ở uh, Liên Việt Postbank Liên Việt Bank trong tuần giao dịch cũ chúng ta cũng đã không xây thêm target của cổ phiếu này nữa. ba à, vùng 34 đến vùng 35 đó là target của cổ phiếu và dự kiến à, dự kiến thì à, Liên Việt Postbank sẽ có những cái điểm à, test lại cung kỹ thuật. Điểm hỗ trợ quanh vùng 28 tương đối là đẹp sau hai phiên đánh lên. À, thì đối với những anh chị mà cầm Liên Việt Bank thì có thể quanh à, quan sát cái vùng hỗ trợ ngắn ở khoảng vùng 30. Ở vùng này mà không gãy thì cái cơ hội mà về hồi phục lại Tức là cái cơ hội mà hồi phục lại ở khoảng vùng giá 33 Ở uh, khoảng vùng giá 33 là còn Nếu như cái vùng 29 này, 3X này mà bị phá Thì như vậy là cái cơ hội mà để đánh lại uh, Nó sẽ không còn đối với Liên Việt Quốc Bank Và sẽ chủ động để chúng ta sẽ canh chốt Ok chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái mã ngành của nhóm ngành chứng khoán Nhóm ngành chứng khoán Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói đến VCI VCI đến thời điểm hiện tại là tương đối là khỏe và gần như nó đã đi đến cái target mà chúng ta đã có phân tích ở đây là vùng 30 ở à xin lỗi, cả nhà vùng 90 đến 90 và nó sẽ dự báo là nó sẽ có đến 1 đến 2, 3 phiên ổn định ở quanh vùng 90 Trước khi mà có thể nâng cái target của cổ phiếu VCI lên vùng 100 và đội đánh của VCI thì tương đối là khỏe Uh, SSI, SSI là đã có một cái điểm phân tích uh, rất là đẹp uh, từ chính xác là chúng ta bắt đầu xây dựng một cái sóng lên của SSI từ vùng 32. hai, uh, từ vùng 32 xong rồi chúng ta xây 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 và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta đã xây lên được đến xây lên được chính xác là đã xây lên được khoảng vùng 47.5 và đây chính là cái vùng chốt chặn lãi của SSI ở trong một cái nhịp mà chúng ta phân tích ở đây. À, trong tuần thì uh, cái câu chuyện là đúng và sai thì uh, nhìn về SLA như này thì chúng ta sẽ phân tích thêm cái câu chuyện đúng và sai thì cái quan điểm cùng lê đó là một là khi chạm kháng cự chúng ta sẽ bán đi trăm thứ hai khi cổ phiếu bị vi phạm tức là nó bị kích hoạt nó bị mất cái vùng 47.5 này thì chúng ta hoàn toàn có thể bán cổ phiếu. Quan điểm nó là như vậy Bởi vì chúng ta sẽ không biết là sau khi mà gãy vùng 47.5 Thì SSI sẽ đi về đâu Đó cái câu chuyện là Ờ ok bây giờ chúng ta bán xong Thì khi SSI nó hồi lại như này Thì à, chúng ta nói tài nói giỏi là À không SSI nó còn tăng được nữa đấy Nó nó vẫn giữ đi giữ đi Và các ông uh, khuyến nghị bán ở đấy là các ông Khuyến nghị vờ khuyến nghị vịt Ví dụ như vậy Nhưng cái quan điểm là gì Quan điểm là đó là một con số trong tương lai và khi cổ phiếu bị vi phạm thì chúng ta cứ làm theo đúng cái nguyên tắc đã còn cái, cái, cái câu chuyện đúng và sai thì chúng ta sẽ nói sau đó ví dụ như vậy ví dụ như là nếu mà à, ai mà bán s hai bốn bảy năm đúng không bây giờ cái tuần là 50.1 như vậy thì mọi người bảo ơ ông này khuyến nghị vỡ vẩn đó ví dụ như vậy nhưng cái câu chuyện là có ai biết được là sau khi cái gãy 47.5 năm s sẽ đi về đâu đó ví dụ như vậy thì chúng ta sẽ phải luôn à, sẵn sàng những cái phương án về mặt chủ động về mặt chủ động À, còn đối với thời điểm hiện tại ssi không còn để mua nữa anh chị nào mà đang còn ssi thì chúng ta sẽ canh chốt thôi à, dự kiến thì ssi nó cũng sẽ đi được một đến hai phiên nữa một đến hai phiên nữa tức là nó sẽ chạm uh, chung với kháng cự của cả cả nhóm ngành thì đấy là những cái thời điểm mà chúng ta sẽ chốt còn những điểm mua là những cái điểm mà chúng ta phân tích ở dưới này đó cũng sẽ cho các anh chị thấy một, một cái dòng thời gian mà nói về ssi nó dài lắm nó dài lắm nó dài lắm Điểm mua không còn từ ngày 1 tháng 3, 9 tháng 3 Đây Ngày Hình như ngày 5 tháng 5 Ngày 5 tháng 5 à, Khi đó thì chúng ta cập nhật một loạt các cái mã cổ phiếu à, Một loạt các cái mã cổ phiếu của à, Chứng khoán VND Đây này SSI nó bị che mất ấy Uh, 31 đến 32 và xu hướng ngắn hạn cho uh, điểm phục hồi dự kiến về 35. Bao giờ cũng cập nhật SSI trước, sau đó cập nhật HCM ở vùng 30, đó cập nhật SHS ở vùng 26, cập nhật VCI ở vùng 58, cập nhật CTS ở vùng 14, cập nhật MBS ở vùng 22, cập nhật VND ở vùng 38, cập nhật BBS ở vùng 3, 22, cập nhật FTS ở vùng 17 và cập nhật AS ở vùng 8 đến vùng 8.4. Các anh chị nhá, 8 đến 8.4 ví dụ như vậy. Từ ngày mùng 5 tháng 5 đấy là những cái thời điểm vàng để chúng ta đánh nhóm ngành chứng khoán. Đó, thì cái câu chuyện là gì? Cái câu chuyện là uh, trong một năm cái cơ hội nó nhiều các anh chị, nó nhiều lắm. Và chúng ta đừng có vội vàng đó và có những cái thời điểm vàng mà chúng ta đánh giá được cả cái nhóm ngành từ những cái vùng như thế này thì nó cực kỳ tuyệt vời đó thế là đánh giá từ cái vùng 31 đến vùng 32 đây như vùng tí tẹo ở dưới này rồi ví dụ HCM đó, tại những cái thời điểm đánh giá ở vùng 30 các anh chị. Đây, ngày mùng 5 tháng 5. Đó, đây. Ngày mùng 7 tháng 5. Ngày mùng 5 tháng 5. Đây các anh chị. Đó, đây. Chính là những cái thời điểm mà bắt đầu chúng ta đánh giá một cái sóng lên của nhóm ngành chứng khoán. Đó thì đây chính là những cái thời điểm vàng để chúng ta mua, tại sao chúng ta phải mua ở những cái vùng kháng cự này đúng không ạ? Rồi tại sao chúng ta phải cố mà giành giật HCM ở những cái thời điểm mà nó đang bồng bềnh bồng bềnh như này các anh chị? Nó khó lắm, đó, đừng có vội vàng. Cứ bình tĩnh. Ờ đó thì đấy thì Hùng có view lại cho các anh chị một cái hình ảnh của SSI và nói chung là nhóm ngành chứng khoán từ ngày mùng 5 tháng 5, đấy là những cái thời điểm mà chúng ta thấy rằng là uh, nhóm ngành chứng khoán đó từ ngày mùng 5 tháng 5. Rất là đẹp. Đây bắt đầu từ từ đầu tháng 5. Đó. Ờ, HCM thì như thế nào nhỉ? À đây rồi, ok. Uh, vùng ở đâu đó có kích hoạt điểm chặn lãi ở khoảng vùng 41 và sau đó cổ phiếu chỉnh giảm và những điểm chỉnh giảm này thì lại, lại uh, gặp hỗ trợ ở đây. Đó, gặp hỗ trợ 36 36.5 thì nó đang bật lại và những điểm bật lại này thì lại đưa cổ phiếu về lại vùng 41 đến 42. Ở uh, vùng này lại lại chém uh, SHS cũng như vậy có một vùng kích hoạt vùng chặn lãi 40 ở đây và với lực kéo hiện tại của SHS sau khi nó chạm hỗ trợ ở đây, đây cái điểm hỗ trợ của nó đây này là bao nhiêu đấy ạ? Điểm hỗ trợ 34 thì nó kéo lại dự kiến là kéo lại vùng 40 đến 41 cũng uh, vùng này thì chúng ta cũng sẽ canh để chúng ta chém thôi. Đó MBS, MBS. MBS từ đầu tháng 5. Đó anh chị có thể nhìn thấy đây, chúng ta view lại. Đấy, bắt đầu từ đầu tháng 5 ở lúc đó là có 16 này nó là nó vừa chia cổ tức xong các anh chị đó tại thời điểm đó là 22 nhưng mà bây giờ nó thành 16 thì chúng ta cũng bắt đầu nói một cái sóng lên của nhóm ngành chứng khoán và nó rất là tương bừng và trong cái sóng lên này thì có kích hoạt điểm chặn lãi 30.5 ngắn hạn thì lại kéo về lại vùng 30.5 và vùng 30.5 đến vùng 31 này thì lại mang hàng ra mà chém ở CTS cũng như vậy, vùng 24 đến vùng 25, đây cảnh báo đây là vùng kháng cự và cổ phiếu bắt đầu bị đổ lại. Ở đổ lại thì nó lại chạm về đây thôi, hỗ trợ nó đây. Xuyết soát chạm hỗ trợ và nó bật lên. 18.5, nhưng mà xu hướng trong xu hướng ngắn hạn thì cổ phiếu này cũng sẽ có những cái điểm lừng khừng thôi. Đó, phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba thì khả năng sẽ có những cái điểm lừng khừng tích lũy ở quanh vùng trên 20.5. FTS cũng từ đầu uh, từ đầu tháng 5 là bắt đầu cập nhật. Đó, từ đầu tháng 5 là bắt đầu cập nhật đấy các anh chị. Ui FTS đấy cập nhật từ vùng 16. Xem nào. FTS 17. Đó, hình như cổ phiếu này có chia hỗ trợ từ vùng 16 đến vùng 17 đó. Ví dụ như vậy, từ vùng 16 đến vùng 17 lên này. Đó, mùng 5 tháng 5. Thì nó chia xong là khoảng vùng 16 và đến bây giờ tận vùng 32 rồi các anh chị. Đó, chúng ta xây dựng một sóng lên của FTS đến thời điểm này. Ờ uh, lên đến tận vùng 32. Đó. Và đến cái vùng này thì không còn những cái điểm mua đẹp nữa. À, dự kiến thì nó sẽ kéo lại ở khoảng vùng 31 đến vùng 32 và vùng này thì các anh chị có hàng thì chúng ta sẽ canh chốt. Bởi vì sao? Bởi vì hàng T3 về và đây sẽ là những cái điểm mà chạm lại kháng cự thì chắc chắn là khi chạm vào lại kháng cự thì 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 là ai cũng mang hàng là chốt hết, không ai mua cả. Đó. Trừ lính mới thôi, lính mới thì thường mua ở kháng cự. Uh, cổ phiếu AS vùng uh, biên chặn lãi 12 6 13 và sau đó thì nó đã đổ về lại vùng uh, uh, vùng 10, vùng 10 đang ổn định ở trên 11 dự kiến thì kéo lại biên 12 6 13. Sẽ có thêm 1 2 phiên kéo nữa và về đến đó thì lại mang hàng ra chốt chứ không không còn mua nữa. Còn những cái vùng đánh giá của cổ phiếu này từ vùng 8 đến vùng 8.4, đấy là bắt đầu từ đầu tháng 5 chúng đã đánh giá những cái vùng hỗ trợ của AS như vậy. bvs uh, trong nhịp phân tích thì dự kiến là mắc target ở khoảng vùng 34 và đi lên được đâu đó ở đây này tuần cũ thì bắt đầu nó đổ này nó đổ thì uh, những cái nhịp ngắn này thì dự kiến nó sẽ kéo lại sẽ kéo lại về khoảng vùng 30 và những cái tài khoản mà bị kẹp hàng ở bên này thì về đến đây về cổ phiếu về hồi phục về đến đây là họ lại mang hàng ra họ chốt thôi Uh, VX uh, có phân tích cho các anh chị rồi và có nói đến cái vùng 31 nếu mà 31 bị gãy thì các anh chị bán nhanh bán vội uh, ngắn hạn thì VX sẽ có những điểm mà uh, khả năng là sẽ về lại đây khoảng quanh vùng 25 đến vùng 26 tích lũy lại nền VND uh, VND ok như vậy là VND hiện tại hiện tại là đang sau chia nó vừa mới chia cổ tức xong và sau chia thì nó cũng đang có những cái phiên giao dịch rất là tốt còn những cái điểm mua hiện tại thì không còn có khuyến nghị nữa à, điểm hỗ trợ ngắn hạn của VND quanh 32.5 khả năng thì cổ phiếu này sẽ có một đến hai phiên tới à, lình à, nó sẽ đi ở trong khoảng biên 40 đến khoảng biên 39 39 đến biên 40 à xin lỗi cả nhà biên bao nhiêu đấy biên 38 38 38 đến bên 40. Ờ à, trước khi mà nó hình thành một cái xu hướng tiếp theo đây. Trường hợp nếu như gãy 4 gãy 38 thì các anh chị có thể canh chốt. Ờ à, break vùng 40 thì ôm thêm để có thể chốt ở vùng 45 hoặc là có thể xa hơn. Cái cách thức nó là như vậy. Rồi, chúng ta sẽ điểm qua nhóm ngành thép các anh chị nhé HSG. Thép mình chỉ phân tích ba mã cổ phiếu thôi. Chúng ta dành thời gian để chúng ta nói nhóm khác. À, thì hoa sen đối với hoa sen là vùng 40, có phân tích mở trend lên 45, từ 45 này à, ổn định. À, thì sẽ có thể kéo lên vùng 50. mươi à, tuy nhiên à, cái điểm test cung lại vùng 45 ở trong tuần cũ nó chưa đạt. À, nên là nó sẽ quay về nó test lại nền và xu hướng này thì nó sẽ đi về lại vùng 45 thôi. Và về vùng 45 này thì khả năng nó lại lại bị chốt đấy các anh chị, về vùng 45 46 ở đây. Tức là nó sẽ chạm lại cái kháng cự đây và cái việc mà cổ phiếu chạm lại kháng cự đấy là cái điểm mà chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt hàng. À, Hòa Phát sau khi chia thì cũng đã có đưa cho các anh chị uh, một cái góc nhìn, góc nhìn thứ nhất là biên 53 và góc nhìn thứ hai là biên 49 đến biên 50. Thì uh, trong tuần thì cổ phiếu này đã quay về lại biên 49 đến biên 50 để test lại cung. Uh, ngắn hạn thì theo Hùng là khả năng nó sẽ chạm lại về vùng 55 Và chạm về vùng này thì nó sẽ dự là nó sẽ chỉnh lại cung cùng với Uh, cung cầu cùng với cả uh, nhóm banh và nhóm chứng khoán. Uh, Nam, Nam Kim, Nam Kim thì cũng có phân tích điểm mở trend đầu tiên đó là biển điểm 35 thì nó đã đạt được. Và sau cái điểm này thì uh, trong tuần thì uh, Nam Kim cũng đã bị uh, chốt lại về nền. Uh, trong ngắn hạn thì nó chạm vùng 32, khả năng thì nó sẽ có những cái điểm uh, đạp trả lại cung ở đây, tức là nó nôm na là nó sẽ đi ở trong một cái uh, biên kỹ thuật biên kỹ thuật hẹp ở đây ở biên kỹ thuật hẹp của nó khoảng vùng 30.2 đến khoảng vùng 32 và sau một cái biên kỹ thuật hẹp này thì cổ phiếu nó sẽ có những cái tín hiệu cung cầu nó sẽ phát đi ở BMI sau khi mà đạt target 34 đến 34 dự kiến test và những cái điểm test của BMI thì nó cũng tương đối là sâu nó test điểm đầu tiên mà nó test lại cái điểm 32 ở đây chính là cái điểm mà nó break ở đây thì uh, điểm test break này 32 bị thất bại trong tuần nhưng kết tuần uh, thì nó lại lấy lại được điểm 32. hai uh, như vậy thì uh, dự báo một cái xu hướng chung thì cổ phiếu này uh, BM sẽ hồi về lại vùng 34. Và về đến đây thì nó lại vô hình dung nó lại chạm lại vùng kháng cự nó sẽ khả năng nó sẽ chỉnh chung với thị trường. Ờ uh, KSB nhiều anh chị cũng đang quan tâm bây giờ xu hướng của KSB như thế nào thì À, xét về những cái yếu tố tạo lập thì KHB thường có những cái nhịp đánh tương đối là thành công. Phải nói là như vậy, trong các cái nhịp bắt về KHB nó sẽ tương đối ok. Và thời điểm hiện tại thì chúng ta đã phân tích KHB khoảng tầm độ 3 tuần nay ở vùng hỗ trợ đầu tiên là vùng 26. ở à, sau đó những cái điểm đánh cái chi tiết này hùng không nói lại nữa, nhưng nôm na là à, cái tín hiệu cái tuần ở trong tuần cũ là nó đánh được break vùng bãi. Đó, nhưng mà nó lại trả lại hết về nền thì à, sau khi nó trả lại hết về nền như thế này thì chúng ta sẽ đánh giá lại ở vùng 27.5 nôm na là chúng ta vẫn tiếp tục cầm ksb và chúng ta sẽ gom thêm những cái vùng ở vị thế thấp này và chúng ta sẽ chờ đợi kp đánh lại uh, break lại vùng 30 lần 2 uh, frt frt cũng nhiều anh chị em quan tâm lắm uh, thì frt ngắn ngắn nhỏ nhỏ như thế này thì uh, nhìn ở đây thì chúng ta cũng có thể uh, nhận diện về cái sự phục hồi từ vùng 25 dự kiến thì nó cũng chưa có gì đột biến đâu các anh chị, khả năng thì nó cũng sẽ đánh về được cả. kỳ vọng là đánh về lại được vùng 28, về lại đó thì có hàng thì mang hàng ra mà mà chốt thôi. VEA VEA ở VEA hoàn thành target 48 trên 48 và nó đang chốt chốt à xem nào có mở được trang kỹ thuật không, khó nói chung là vùng 48 49 À, vùng 4849 849 đây đang là những cái vùng kháng cự khá là mạnh à, cùng lắm thì nó ổn định được ở trên vùng 46 thì nó sẽ có thêm một cái nhịp kéo nữa khoảng về vùng 50, 51 ở đây và về đến vùng này thì mang hàng đã chốt Ở à, nhóm ngành Việt theo hiện tại VGI đang tương đối là tốt đó các anh chị và VGI chúng ta đã phân tích uh, từ vùng 3x từ vùng 3x à, phiên ngày hôm nay hơi tiếc một tí là nó không đánh break được vùng 35 và lại quay về thủ lại Ở khoảng quanh vùng dự kiến như thế này Thì nó cũng sẽ chưa đánh được Nói chung là chưa đánh được Nhưng ít nhất là chúng ta đã có những cái vùng vị thế gom Ở vùng 30 Sau đó thì có những vị thế gom ở vùng 32 Đây là những cái vùng vị thế gom rất là ok rồi Và chúng ta chờ đợi một cái kịch bản Mà em này đánh thoát vùng 35 Thì có thể chúng ta sẽ gom thêm uh, CTR Uh, CTR đang đánh tương đối là tốt và đến ngày hôm nay thì CTR gần như đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu mùng đặt ra ở đây đó là vùng 93 đến vùng 95 năm. Uh, CTR bắt đầu phân tích một nhịp sóng hồi từ vùng 71.5 và sau những cái điểm test cung kỹ thuật khá là ổn ở vùng 79 thì cũng đã bắt đầu phân tích một sóng lên của CTR uh, ngắn hạn uh, có thể một hai phiên tới một hai phiên giao dịch tới thì kỳ vọng là em này sẽ kéo lên và nó sẽ kéo vượt thoát và test lại cung mà không gãy thì có thể kỳ vọng lên vùng 100 Uh, VTP, VTP đang ô oh, VTP đánh tương đối tốt, tương đối mạnh. Uh, thì đối với VTP, các anh chị cũng có thể xem lại những cái bản tin phân tích cũ của hùng ở đây. Khi mà hùng có phân tích cái tín hiệu tạo đáy tạo nền ở vùng 83.5 đến khoảng vùng 85.5, ở đây là những cái thời điểm mà chúng ta đã bắt đầu uh, có những cái khuyến nghị uh, có thể tham gia bắt VTP. Chúng ta thử xem lại xem. VTP. Đó, từ ngày 23 tháng 5 tại thời điểm đó thì có đánh giá uh, nhóm ngành Viettel. Đó, nhóm ngành Viettel. 23 tháng 5 này. VGI VTP CTR đó. Uh, tạo đáy ở vùng 71.5 đến vùng 75. 71.5 đến vùng 75. VTP đây thì uh, từ đây là chúng ta bắt đầu phân tích một sóng lên sau đó thì VTP test chỉnh lại cung ở vùng 90 không gãy tiếp tục break vùng 92.5 và uh, sau khi break vùng 92.5 thì chúng ta xây dựng target của VTP ở vùng 105 và như vậy thì cái xu hướng này thì rất có thể là VTP sẽ hoàn thành vùng giá mục tiêu uh, kỳ vọng hơn thì nó có thể đánh về lại vùng ở đây 110 nhưng mà vùng 110 thì chờ thêm. nhóm ngành cao su hiện tại thì chúng ta có GVR nhỉ GVR GVR thì <laughs> xây dựng target là 3 x và hiện tại nó đang có những cái điểm mà test lại kỹ thuật khá là đẹp ở vùng 28 không gãy thì chúng ta có thể cầm thêm ngược lại gãy 28 thì có thể chốt và vùng 28 ổn định thì kỳ vọng nó sẽ kéo lại một nhịp nữa và mục tiêu của target của em này thì đâu đó nó cũng chỉ khoảng vùng 32 đến khoảng vùng 33 thôi các anh chị đấy là những cái vùng mà chúng ta sẽ canh chốt được uh, PHR trong một cái kịch bản mà chúng ta phân tích sóng lên chờ đợi PHR đánh thoát vùng 55 ở uh, các cái điểm mua gom thì đã khuyến nghị xong rồi DRI đâu đó ở khoảng uh, kỳ vọng đang kỳ vọng là DRI đánh vừa thoát vùng 12 thì khi đó chúng ta sẽ xây những cái target tiếp theo điểm mua thì cũng đã nói hết rồi VHG uh, tạo lập đang có những điểm gom ở quanh vùng 2.7 đến vùng 3 ở uh, kỳ vọng đầu tiên thì đánh vượt thoát vùng 3.5 và khi nó có những cái tín hiệu cầu mà đánh vượt thoát vùng 3.5 thì khi đó thì chúng ta mới có thể xây uh, lại cái target của VHG ở khoảng vùng 4 cộng thôi. Uh, nhóm ngành thị sản cũng là một nhóm ngành uh, hiện tại đang đánh rất là thành công và nó đã hoàn thành những cái vùng giá mục tiêu của chúng ta. FMC thì đã hoàn thành vùng uh, 36 ở đây là bao nhiêu ạ? này vùng 35 trên 35 và tiếp tục thì trong ngày hôm nay thì cũng có khuyến nghị các anh chị là chúng ta sẽ tiếp tục chốt ở vùng 37 đến vùng 38, chốt tối đa khoảng tầm 60%. Phần còn lại nếu có mà cổ phiếu này break được cái vùng 37 38 thì nó sẽ có target lên vùng 4x và cái vùng đó thì chúng ta thì còn khoảng tầm 40% 40% hàng thôi. Và nhóm này thì cũng đã được phân tích rất là sớm ở trên room Ngày 12 tháng 5. Sẽ phân tích các mã cổ phiếu có tín hiệu, ví dụ như FMC ở vùng hỗ trợ 30 đến vùng 30.5 ở đây. Đó, VHC ở vùng 35 đến khoảng vùng 36. Ví dụ vậy thì đấy là từ ngày từ ngày 23 tháng 5 đã bắt đầu phân tích nhóm thủy sản. Đó, khi đó thì ở vùng 30, chúng ta có phân tích FMC ở những cái vùng hỗ trợ 30 ở đây các anh chị này. Đó, ở từ từ đây. Đó thì chúng ta đã bắt đầu có những cái phân tích uh, về mặt định lượng của cổ phiếu uh, nhóm ngành thủy sản. Uh, VHC thì uh, kết phiên kết tuần thì VHC cũng đã chính thức hoàn thành cái vùng giá mục tiêu. Đề ra đây là 43 trên 43, canh chốt một phần lên đến những cái vùng target 45 46 ở đây. Uh, tiếp tục chốt và uh, nếu cổ phiếu này vượt thoát được vùng 46 thì chúng ta cũng sẽ giữ lại khoảng tầm 40% hàng, tức là chúng ta đua đến cùng uh, với tạo lập. Uh, CMX có phân tích điểm uh, hồi phục kỹ thuật từ vùng giá 13.3 đến 13.5 Target 1 vùng 16 và chạm đến đây thì uh, đang bị chốt rồi Và những cái điểm chốt ngắn hạn này thì chúng ta sẽ dò tìm lại cái vùng hỗ trợ Khả năng nó sẽ chốt về quanh hỗ trợ khoảng vùng 15 uh, Và về đây thì chúng ta sẽ tính toán tiếp uh, ANV thì cũng đã phân tích một sóng lên và đến thời điểm hiện tại thì đã hoàn thành ở cái vùng giá mục tiêu 30 trên 30 Và vùng này thì chúng ta cũng sẽ canh chốt uh, Chốt một phần Và xu hướng thì khả năng nó sẽ quay lại Test lại đây Tức là test lại kháng cự này Ở vùng 28 uh, Vùng này ổn định Vùng này ổn định Thì chúng ta có thể canh mua lại Phần mà chúng ta đã chốt Và xu hướng đẹp Thì nó sẽ đánh thoát vùng 3X Để đi về những vùng target tiếp theo uh, Thì cái quan điểm của Hùng là gì uh, Nó nôm na thôi Nó dễ hiểu Đó là kháng cự Và đạt target Chúng ta có thể bán 3% sau đó chúng ta chờ có thể bán thêm những cái target cao hơn một tí nữa khoảng 30 phần trăm nữa còn 40 phần trăm chúng ta neo đến cùng đấy thì cái cách đánh như vậy nó tương đối là an toàn nó tương đối là an toàn nhóm ngành càng biển đến, đến thời điểm hiện tại nó cũng đang tương đối là đẹp ví dụ các anh chị có thể lưu ý đến các cái mã cổ phiếu ví dụ gmd cổ phiếu HAH cổ phiếu vsc cổ phiếu TCVK, cổ phiếu DXP và cổ phiếu PHP. Đấy là những cái mã cổ phiếu rất là đẹp. Thì cũng có thể view cho anh chị một số các mã cổ phiếu ví dụ GMD. Thì GMD sau một uh, cái nhịp đánh mà chúng ta đã đưa target 40 trên 40 và cổ phiếu này có những cái nhịp chỉnh và những nhịp chỉnh này tương đối đẹp. Nó đã lấy lại được cái biên 4x ở đây và nó sau khi lấy lại được biên 4x rồi thì khả năng sẽ còn test lại. Uh, nó test lại và nó giữ được cầu lực cầu ổn định ở trên vùng 39 cộng thì chúng ta sẽ nâng cái target của cổ phiếu GMD lên khoảng vùng 44 tức là gọi là cổ phiếu mở trend ví dụ như vậy ở cổ phiếu HAH đến thời điểm này thì nó cũng đã hoàn thành vùng giá mục tiêu đó là vùng 30 trên 30 bản thân ở bên này khi mà cổ phiếu HAH lên đến vùng 30 trên 30 thì đã khuyến nghị các anh chị là có thì chốt và cái nhịp chốt ở này thì nó đưa HAH về lại vùng hỗ trợ này thì đây chính là cái vùng hỗ trợ này vùng hỗ trợ 25 ba đấy hỗ trợ đây thì nó về lại đây và cái vùng hỗ trợ này không không bị phá không bị phá và sau đó thì nó bắt đầu nó có tín hiệu uh, hồi phục quay trở lại đây uh, thì đối với HAH có mở trend kỹ thuật hay không thì chúng ta sẽ cần chờ thêm để chúng ta đánh giá ví dụ như vậy vsc mã cổ phiếu khuyến nghị đầu tư và đến thời điểm này thì em ấy đã chính thức xong và vsc chúng ta có phân tích khuyến nghị đầu tư ở vùng 48 đến vùng 50 và sau những cái điểm kéo lên và những cái điểm test kỹ thuật vô cùng đẹp ở đây thì phiên ngày hôm nay là phiên đánh dấu VSC uh, bắt đầu hồi phục và uh, xu hướng để có thể cán về vùng 60 ở trong cái nhịp đánh ngắn này chúng ta sẽ uh, xây ngăn ngắn như vậy thôi. Đó ví dụ như vậy. Cổ phiếu TCVK cũng đẹp các anh chị. Nó mở trend kỹ thuật nó rất là đẹp, nó đang ổn định ở trên vùng 32. Và với quan điểm kỹ thuật cá nhân thì có thể là từ vùng 30. đấy từ vùng này thì uh, cổ phiếu này sẽ bắt đầu túc tắc đi chúng ta đi và các anh chị có thể canh để chúng ta uh, có thể mua nó hoặc là cổ phiếu php đó nó cũng mở trang kỹ thuật rất là đẹp rồi uh, php nó ở trên trang kỹ thuật tuần tức là nó mở trên từ vùng 18 và đây cũng uh, kỳ vọng bắt đầu từ đây thì php cũng sẽ có mở một cái trang kỹ thuật và nó sẽ đi uh, tăng điểm từ đây tức là nhóm ngành uh, cảng biển đang rất là ok rồi như vậy là bản tin tuần thì chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Các cái mã cổ phiếu nào các anh chị em chúng ta quan tâm mà chúng ta chưa chúng ta quan tâm mà chúng ta chưa được phân tích ở trên các bản tin tuần thì các anh chị vui lòng comment ở bên dưới dòng thời gian của các bản tin và bên dưới dòng thời gian này thì Hùng sẽ dành thời gian để để trả lời tất cả những cái cái câu hỏi của các anh chị tất cả các câu hỏi của anh chị thì Hùng sẽ sắp xếp để Hùng trả lời đây. Và thêm một cái ý nữa thì khả năng hùng sẽ tiếp tiếp thu tiếp nhận đó là sẽ cố gắng ở trong trong tuần thì hùng sẽ có thêm những cái bản tin ngắn, những cái bản tin ngắn như vừa qua. Khi mà thị trường gặp những cái điểm nhấn về mặt kỹ thuật đó, ví dụ như là khi thị trường nó gặp tâm lý nhà đầu tư đang cực kỳ là hoang mang, đang cực kỳ là hoảng sợ thì hùng sẽ có những cái bản tin như vậy để giúp cho các anh chị có thể có những cái Uh, thông tin tham khảo đó là những cái thông tin tham khảo và những cái thông tin đó thì nó là uh, cái góc nhìn của cá nhân hùng lê hùng lê nhấn mạnh là như vậy đấy là góc nhìn của cá nhân hùng lê nó có thể đúng nó có thể sai đó nhưng uh, những cái phân tích đó thì hùng đã có sàng lọc nó nôm na nó chúng ta có sàng lọc uh, sàng lọc một số các cái yếu tố kỹ thuật và cân đo đong đếm một số các cái yếu tố để chúng ta uh, có thể để chúng ta có thể uh, có được những cái góc nhìn tốt nhất tối ưu nhất ở trong những cái thời điểm khó khăn nhất và Hùng có chia sẻ rồi là thị trường của chúng ta thì luôn luôn biến động. Đó các anh chị, chỉ có một cái câu nói của Hùng thôi, đó là uh, test ở vùng 1940 và 1470 ở đây thì uh, trong thị trường trong tuần thì nó bắt đầu nó có điểm test đầu tiên rồi nó vòng lên xong nó test lại thì đây chính là những cái biến động và để cập nhật được những cái biến động đó, được chủ động uh, trong các cái phân tích đó thì Hùng uh, Lê mời các anh chị em của chúng ta sẽ về với công ty chứng khoán VUS về với team của Hùng Lê và hiện tại thì ông uh, Lê quản lý tương đối uh, khá là nhiều khách hàng đó uh, trong một cái team như vậy thì cái thời gian mà để làm nhiều bản tin thì gần như hùng sẽ không có nhưng hùng sẽ có những uh, cái phân tích rất chi tiết và cụ thể cho các anh chị em uh, khi đã về đồng hành cùng với team Hùng Lê đó là các anh chị em sẽ lên ở trên cái nhóm này đây là cái bách khoa toàn thư nó có thể có chứa đựng tất cả các cái thông tin từ lúc lập nhóm các anh chị có thể search lại thì nó sẽ lưu hết ở trên này và chúng ta có thể uh, tham khảo ok rồi, tuần giao dịch mới thì chúng ta sẽ tiếp cận đến uh, tuần giao dịch mới ở trên góc độ như thế nào? Thì uh, thứ nhất ông có một vài ý để chúng ta chia sẻ với tất cả anh chị em như sau. Ở thời điểm hiện tại thì ông đánh giá rằng uh, nhóm trụ đang tương đối chưa 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 thực sự là nó ổn định lắm. Nhóm trụ chưa ổn định, uh, những cái điểm tăng như vậy nó chỉ mang tính chất cục bộ thôi, nó có thể một hai phiên sau nó lại bị đạp lại. À, cùng với đó nhóm P thì uh, đã view cho anh chị rồi nhóm P cũng chưa thực sự gọi là vào những cái thế trận đánh đẹp và có thể là nó sẽ có xen kẽ những cái phiên tăng giảm uh, tăng giảm xen kẽ nhau uh, nhóm xây lắp đến thời điểm hiện tại nó là chiếm một cái tỷ trọng tương đối lớn của thị trường nhưng dòng tiền hiện tại cũng chưa vào nhóm xây lắp và uh, nhóm này thì nó cũng đang đánh lẻ tẻ ở một số các mã cổ phiếu tức là nó chưa đánh chưa đánh cả dòng đó vậy thì uh, cái mọi cái con mắt tức là mọi cái nẻo đường đổ về thành rôm tức là mọi cái nẻo đường là đang đổ về nhóm banh và nhóm chứng khoán vậy thì khi cái câu chuyện là chúng ta đặt cái trọng cái trọng trách cái vị thế của cả thị trường chung lên một cái nhóm ngành như vậy đó lên một cái nhóm ngành như vậy thì sao thì nó sẽ bị chi phối và khi nó bị chi phối thì các anh chị hiểu rồi thị trường chứng khoán chúng ta là những nhà đầu tư nhỏ chúng ta sẽ không thể chủ động được Câu, câu chuyện như vậy và nó có những cái yếu tố tạo lập cực kỳ lớn ở trên thị trường nó sẽ uh, điều tiết và nó sẽ đi để có thể đưa thị trường đi theo một cái ý nào đó một cái ý nào đó một cái tạo lập nào đó như vậy thì cái nhiệm vụ của chúng ta là gì chúng ta sẽ phải cần đi phân tích cái tâm lý hành vi của các cái nhà tạo lập của thị trường để chúng ta dự báo về xu hướng của thị trường đó cái câu chuyện như vậy vậy thì bây giờ là đối trọng của thị trường nó sẽ nằm vào nhóm banh của chứng khoán và khi nhóm này xanh thì cả thị trường xanh khi nhóm này sập thì cả thị trường sập chốt lại một câu trong thời điểm hiện tại nó là như vậy vậy thì uh, banh đã có banh và chứng khoán đã có hai phiên phục hồi tốt và cái sự phục hồi này đã, nó đã đưa thị trường chứng khoán việt nam về lại uh, cái vùng kháng cự đối với chỉ số phái sinh và chỉ số vn 30 thì cũng đã phân tích ở trong uh, bản tin phân tích ở trên team zalo đó là vùng 1946 1946 và thậm chí là vùng 1.500 điểm và một vùng 1.510 điểm ở đây thì tuần tới thị trường sẽ bắt đầu tiệm cận lại cái vùng kháng cự ở đây thì nó song trùng với thời điểm đó là banh đã được kéo và khả năng banh và chứng khoán nó sẽ kéo một hai phiên khi mà thị trường đi về cái vùng kháng cự ở đây thì chúng ta phải lại phải bình tĩnh để chúng ta quan sát lại xu hướng của thị trường đó xu hướng của thị trường và trong trong ngắn hạn thì hùng sẽ nói đến cái chỉ số phái sinh trước anh chị nhá trong ngắn hạn thì phái sinh trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì nó sẽ có xu hướng tiệm cận lại cái vùng 1496 đến vùng 1500 điểm ở đây và cái biên hỗ trợ ngắn cái biên hỗ trợ ngắn thì trong trong những cái 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 phân tích gần đây thì chúng ta sẽ tạm thời đó tạm thời thì chúng ta sẽ lấy một cái biên test ngắn của của phái sinh tức là chúng ta sẽ lấy lại cái điểm này đó là sau khi mà cổ phiếu này à, xin lỗi à, chỉ số phá trinh này chạm về ở cái vùng kháng cự đây thì à, dự kiến nó sẽ test lại. Đó nó sẽ test lại ở cái vùng dự kiến là trong tuần nó sẽ có những cái điểm test lại ở khoảng vùng 1470 và sau những cái điểm test đó thì cũng có thể sẽ phân tích thêm à, về mặt kỹ thuật, tức là cái câu chuyện là chúng ta sẽ không thể phân tích một sóng dài được mà chúng ta sẽ dự báo Ờ, một cái xu hướng là thị trường đi về vùng kháng cự và sau đó thì nó sẽ có những cái điểm test kỹ thuật ở đây. Ờ, đối với chỉ số VN30 thì nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy, trong ngắn hạn thì chỉ số này dự báo có thể theo cái đà bùng nổ thị trường thì nó sẽ kéo lại về vùng 1 496 và mạnh hơn sẽ là vùng 1500 và 1510 điểm ở đây. Thì nôm na nó vẫn còn một cái nhịp gọi là nhịp theo cái đà thăng hoa thì nó sẽ đi về lại đây và đây sẽ là những cái vùng sung lắc và những cái vùng này thì chúng ta cũng phải hết sức thận trọng trong các vị thế uh, mở các cái điểm mua mới để chúng ta tránh bị chậm về mặt t cộng uh, và để mà xác nhận được cái xu hướng đi ở đó thì đồng thời thì chúng ta cũng sẽ có <laughs> những cái điểm hỗ trợ về mặt kỹ thuật những cái điểm hỗ trợ về mặt kỹ thuật là sau khi mà nó nó giảm về cái vùng kháng cự ở đây rồi thì nó lại quay về nó có thể có có thể những có những cái điểm test quay về lại cái vùng 1470 tức là những cái vùng test 1470 của thị trường nó sẽ uh, giúp cho hùng có thêm những cái định lượng tiếp theo về thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần giao dịch mới còn đối với chỉ số vn index thì hiện tại thì hùng cũng không có phân tích nhưng nôm na thì trong tuần trước đúng không ạ chúng ta có nói đến cái uh, uh, nếu mà không nhầm thì có nói đến cái vùng hỗ trợ 1320 điểm của vn index và trong ngắn hạn thì nó cũng cái chỉ số VN Index này thì nó cũng hoàn toàn đồng pha cùng với chỉ số VN30 và VN30F1M. Tức là nó sẽ có những cái điểm uh, khả năng nó sẽ kéo lại ở khoảng vùng 1365. Đây sẽ là những cái vùng kháng cự. <laughs> đây sẽ là những cái vùng kháng cự của chỉ số này và dự báo thì nó cũng sẽ có những cái điểm uh, test trả lại cung cầu ở đây. Như vậy thì tuần giao dịch mới uh, thị trường chung sẽ gặp uh, vào vùng kháng cự. Uh, nhóm cổ phiếu banh và nhóm cổ phiếu chứng khoán uh, sau những phiên kéo tích cực thì nó đã đưa về lại những cái vùng kháng cự ngắn hạn và đấy là những cái vùng mà dự kiến thì nhóm này sẽ bắt đầu lình trình và nhóm này sẽ có gặp uh, sẽ gặp những cái sự khó khăn nhất định nào đó và sẽ gặp những cái sự khó khăn nhất định nào đó thì uh, đấy là một vài ý uh, chia sẻ về thị trường trong tuần mới và bản tin tuần này thì đến đây là hết và uh, chúng ta uh, sẽ chuẩn bị để uh, đón tiếp đội tuyển uh, việt nam trong buổi tối ngày hôm nay và cũng chúc cho uh, tất cả anh chị em của chúng ta sẽ có một uh, ngày nghỉ cuối tuần uh, vui vẻ bên người thân bên gia đình chúng ta sẽ tạm rời xa thị trường chứng khoán uh, xem một trận bóng đá và uh, uh, có những cái hoạt động để chúng ta tái tạo lại năng lượng tái tạo lại sức lực để uh, tiếp tục chiến đấu tiếp tục đồng hành cùng với team của chúng ta cộng đồng chứng khoán chiến binh trên từng con sóng thân ái chào tạm biệt và Hẹn gặp lại tất cả những anh chị em trong các bản tin ngắn và trong các bản tin phân tích định lượng thị trường hàng tuần à, trên kênh à, chứng khoán chiến binh trên từng quán sóng.